đang có những cái dạng đuôi, ví dụ như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo. Đuôi cảm biến, đuôi lò xo này, cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy, lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lối lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này, tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy, mình làm cái đèn chống trộm cũng rất là hay. Rồi là mình lắp ở đường đi lối lại này, không cần phải bật công tắc nhá. Các bác chỉ việc đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên, và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến thì hiện tại anh em đang gửi bác giá rất là mềm luôn, chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nhá. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test cho bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ, về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn đó sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nhá, lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, có thế thôi. Rất ok, vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này là nó là cái đuôi đèn lò xo nhá, đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá. 30k một cái, nó có thể bẻ các hướng các kiểu, rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này, đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi, 30k một cái đuôi lò xo này, giá rất bình dân, hàng rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng đó, thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này đó. Thì đây lần này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ nhà mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay hướng, đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này, rồi là móc khuy, móc đeo đồ, đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá, rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn đó. Cái móc khóa rồng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha, chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá, rất đẹp luôn đó. Đây, mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa thứ, móc vào đồ các thứ là ok luôn. 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bác nhá, 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì đây, đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này, đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, mình ra con mèo vàng, cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này, đấy, cho gia chủ này, rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá, 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra, sau đó các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra, sau đó là các bác dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ, đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy, bác bóc cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này, đấy, các bác bóc ra này. Đấy, dán trực tiếp vào, ví dụ như đây thì em đang dán với cái con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp với cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá, con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con 5.000 một cái con mèo vàng thần tài này. Các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này. Rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này, rồi vừa mang lại may mắn, rồi là sung túc giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này các nhá. Đấy, rất ok luôn, mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài đó. Thì đây, dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc thì mình ok đó. 5k một một miếng nhá, 5k một miếng mèo dán thần tài này. Đấy, 5k một miếng này các nhá, 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán thì hết hàng ạ. Đấy, đi đây, vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó bị hết hàng. Thì đây, đợt này nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa, đấy, chiếu mây nhá, dạng sợi mây, nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá, và rất là sạch sẽ các bạn, nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó, đây
toàn bộ đan và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt là dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8 và hiện tại bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó. Chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, thì về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhá. Đấy, xem giường bao nhiêu kích cỡ các bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em thì em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8 bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây. Nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4 năm nay nằm rất bền luôn các nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn như con này này. Cái dòng chiếu này nó rất là phẳng ạ. Đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 1m6 x 2, 1m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây, tiếp tục hàng lại về này. Dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn ạ. Cái phần đàn ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ nhưng con này cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này. Cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó. Con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá. Thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Rồi, ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện đó là thời tiết các thứ này, môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị rỉ bị hỏng nhá. Đấy, đây, thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn sống ở giữa này nên khi các bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Có đây phần trên này của nó này. Đấy, có thiết kế dạng lô này. Đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng ạ, không bị nóng. Đấy, đây, bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá. Ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá. 50.000 đây em. Đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là 10 khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao nó vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp giáp các thứ này. Đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này. Một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này. Mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá. Dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Lên luôn đi bác, đó là cái mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật thì hiện tại em đã có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Đấy. Khay chữ nhật, khay chữ nhật. Đấy, để em lấy cho. Đó, đây. Hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Su 304 nhá. Đấy, Su 304 inox luôn. Đó. Cái khay này là khay to này, khay này là khay nhỏ này. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này. Cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12 13 này. Đó, 12 13. Và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy luôn. Về các bác ví dụ mua về, các bác sử dụng đựng đồ này. Đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn. Ví dụ là các bác mang đi công trình công trường. Đấy, mình làm mình
đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho đây, lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn. Đó. Thì em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật. Khay chữ nhật này em đang gửi bác giá rất tốt. Khay khay chữ nhật nhá, khay chữ nhật. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá, khay nhỏ thì đang sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có lắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Đấy. Đấy, nó hình chữ nhật đó. À, khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá. Khay nhỏ 20. Đó, đi về các bác đựng thức ăn, rồi là đựng các thứ vào đây bảo quản thức ăn và bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ, ok luôn. Inox 304 nhá. Su 304 này. Đấy, su 304. Đó. À, nhỏ 20, to 40 nhá. À, cạo dâu bạc, cạo dâu gian đu nhá. Đấy, cạo dâu gian đu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 90.000 có một con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều, giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Đây, đấy, bật máy lên, con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em đun lên, con có cả tông đơ. Ví dụ dâu các bác già thì các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này, các bác cứ cho đây các bác cạo này. Con này các bác cứ ấn sát vào, xong rồi các bác di cho đều tay nhá, ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác bảo là cạo không đi, đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho em đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này sẽ rất là sạch luôn. Đó, máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó đây, đẩy cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc là phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới như hộp như này. Lên mã thì em sẽ là cái con máy cạo râu bạc nhá, hoặc là máy cạo râu JD đều được. Đấy, cạo râu bạc đi. Cạo râu bạc này. Cạo râu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo râu bạc nha. Nhiều bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không, thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được, thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha. Đấy, là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha. Thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20.000 nhá. Hai cái là 20.000. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi máy cạo râu bạc nhá. Bộ lưỡi của máy cạo râu bạc. Đấy, thì bên em hoặc là máy cạo râu hình ông già nha. Hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này. Đấy, thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy, nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi, thì một bộ máy này thì là 90.000, còn mua thêm lưỡi thì là 20.000 một bộ nhé, 20.000 một bộ. Đấy là tùy nhu cầu, các bác có thể là mua kèm cả lưỡi và các bác có thể mua nguyên máy đều được nhé. Các bác hỏi đũa thìa inox bên em có không, thì đây, em cũng còn một ít nữa em cũng xả luôn bác này. Đấy, thì hiện tại bên em đang có đũa và thìa inox nhé, đũa và thìa inox thì đây. Hiện tại đang có là thìa inox một hộp 5 chiếc này, và đũa inox thì cũng là một hộp 5 chiếc luôn. Đũa này thì dòng đũa thìa này thì toàn bộ là của thương hiệu Wailing nhá, của Đức. Đấy, hình hai thằng người này, Wailing của Đức nhá. Một hộp thìa như này sẽ gồm có là năm đôi, à một hộp đũa này sẽ có 5 đôi su 304. Phần đầu đũa thì sẽ thiết kế theo dạng là chống trơn trượt này. Đấy, các bác gắp cho em thoải mái, gắp tha hồ luôn, không lo bị trơn trượt. Các bác dùng đũa inox thì yên tâm rồi, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, rất sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, su 304 nhá, đũa rất đẹp luôn. Cái này thì sẽ là đũa inox nhá, đũa inox. Một hộp này là 5 đôi nhá, một hộp là 5 đôi. Đấy, và giá sẽ là 50.000 thôi, 50.000 một hộp nha. Cũng đang xả nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 7-8.000 hộp đấy. Đợt này đang xả cho bác chỉ có 50.000 một hộp thôi. Đấy, và thìa đây. Thìa cũng logo Wailing này, quá ok luôn. Thìa rất là dày nhá. Các bác dùng những cái thìa này thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Thìa nó dày cực kỳ. Đây này. Để em lấy em gõ hai cái bác nghe này. Đấy, các bác nghe tiếng nó cục cục này. Đấy, các bác biết thìa nó rất là dày rồi. Đấy, thì một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái này. Đấy, thì sẽ có giá là 50k nhé. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa inox này. Đũa inox này. Đũa inox của Đức nhé. Đũa inox của Đức thì một hộp 5 đôi này sẽ có giá là 50k. Và một cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhé. Đấy, thì một hộp này thì sẽ có là 5 thìa. Thìa inox này. Thìa inox 5 cái, 5 cây sẽ có giá là 50k luôn. Bán đồng giá bác là 50.000. Thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhé. Lấy thìa báo anh em, lấy đũa báo anh em. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Giá đang bán là 50k.
Và cái hộp đũa inox 5 cái, à 5 đôi nhá, 5 đôi của Đức thì cũng đang bán với bác giá là 50 ngàn một hộp nha. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hàng rất ok luôn. Cái này bên em bán khá nhiều. Đấy, Tết Tết nhất các bác mua về xài. Đũa thì inox nhá, bán đồng giá là 50 ngàn. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, em cũng lên mã xả kho luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay inox 5 tầng nhá, bộ khay inox 5 tầng. Hôm nay em cũng còn có hai bộ, em cũng giảm giá luôn. Bộ khay inox này, khay bộ khay 5 tầng, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bữa trước đang bán với bác là 90.000. Hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ có 50.000 một bộ thôi. 50k một cái bộ khay 5 tầng nha, 50k một bộ nhá. Sẽ gồm có là 50 khay. Đấy, nó xếp chồng tầng nhau thì gọi là khay 5 tầng nhá. Kích thước của nó sẽ là từng khay 1 này, 10 này, 12, 14, 16 và 18 này. Đấy, tổng thể kích thước nhá. Đấy thì khay này về các bác dùng để đựng đồ này, mình bảo quản đồ để trong tủ lạnh các thứ này. Đấy, để trong tủ lạnh. Các thứ rất là ok luôn. Rồi là ví dụ các bác có mang đi làm này, rồi là sử dụng ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có là 5 cái khay tròn nha. 5 cái khay tròn xe nha. Đấy, 5 cái khay tròn xe này. 1 này, 2 này, 3 4 5. Đấy, đây. Đấy, đi về các bác sử dụng nhá. Mình đựng đồ ăn, bảo quản đồ ăn vào đây. Và các bác cho đồ ăn đấy các bác để trong tủ lạnh cũng ok. Đấy, và đi kèm sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, mỗi khay là đều có một cái nắp đậy nhau nhá. Mỗi khay một cái nắp đậy này rất là kín luôn. Rất ok luôn. Đấy, mỗi khay một cái nắp đậy nha. Đây một khay một cái này. Đấy, và còn lại ở đây 4 cái thì về các bác hợp cái nào các bác đeo đấy có thế thôi, nó có từng cỡ, nó chia cỡ hết rồi. Đấy, 5 cái nắp và 5 cái khay. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, bộ khay 5 tầng rất là đẹp luôn. Đấy, trên hình các bác đang coi đây. Bộ khay 5 tầng. Đó. Một bộ này đang xả bán này bác luôn. Giá sẽ là 50k một bộ nhá, bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng 50.000 nhá. Kích thước thì cái nhỏ nhất sẽ là 10 cm này, đường kính ấy, cái này là đường kính ấy, mà thứ hai là 12 này. Cái bộ thứ ba là 14 này, thứ tư là 16 và cái loại to nhất, cái khay to nhất này, cái khay tròn to nhất thì sẽ là 18 nhá. Toàn bộ là 5 cái khay tròn nó chồng tầng nhau. Đấy thì về các bác sử dụng bảo quản đồ ăn các thứ này, sử dụng đựng đồ ăn cũng ok luôn. Bộ khay 5 tầng nhá. 50.000 một bộ thôi. 50.000 một bộ, em đang xả kho bán anh luôn đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen. Hôm nay em cũng còn có duy nhất một bộ, cũng lên mã xả kho cái bộ dao đen này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao đen này. Bộ dao đen này thì đây, lấy cho bác coi. Một bộ dao đen sẽ gồm có bác là ba dao này. Đấy, ba cái cây dao của thương hiệu Asaka Japan nhá. Đấy, ba cây dao này. Một cái cây dao kiểu dạng thái bản to này. Đấy, một cái cây dao vừa lọc vừa thái này. Đấy, và một cái con dao nhỏ để về các bác có sử dụng, các bác dùng để các bác gọt hoa quả này. Đấy, gọt hoa quả hàng cực kỳ sắc bén luôn, các bác mua về gọt hoa quả. Một cái cây cái này là cái khuôn nhá, cái khuôn thì các bác có thể làm bánh này, rồi các bác dán trứng tạo khuôn hình trái tim rất ok luôn. Đây, khuôn hình trái tim rất là đẹp luôn này. Đấy, một cái khuôn hình trái tim. Và một cái này rất là hay, cái này thì chắc là nhiều bác nhìn nó khá là lạ, đó là cái dụng cụ để các bác có thể là khui bia, hoặc là các bác có thể dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, đánh vẩy cá, con này dùng rất là hay luôn. Đấy, dùng để các bác đánh vẩy cá rất là hợp lý luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi tổng là 2, 4, 5 món nhá. 5 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ dao đen nhá. Đấy, bộ dao đen em còn có đúng duy nhất một bộ thôi, em cũng lên mã xả cái bộ luôn. Bữa trước cái bộ dao đen này thì đang bán là 150.000, hôm nay em còn duy nhất một bộ xả luôn đấy bác. Giá chỉ còn có là đi bao nhiêu ạ? Bộ dao đen này giá sẽ chỉ còn là đi 70.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đen nhá, bộ dao đen của Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 không gỉ nhá, cực kỳ sắc bén luôn. 70.000 một bộ luôn nhá, 70k bộ này. Đấy, bán nhanh xả kho luôn, 70k bộ. Đấy, bộ dao đen, bộ dao đen 70k bộ này, giá quá hạt rẻ luôn. 70k các bác sở hữu cho em là ba con dao, một cái khuôn, một cái khuôn này, một cái khuôn để các bác làm bánh và một cái cây để các bác đánh vẩy cá ok luôn. Bộ dao đen nhá, cứ lên mã cho em sẽ là bộ dao đen. 70.000 một bộ dao đen này nhá, 70k một bộ nha. Một cái bộ dao Nhật 6 món này, một cái bộ dao Nhật 6 món của thương hiệu Asaka Japan nhá, em còn có duy nhất một bộ, em cũng lên mã xả kho luôn cái bộ luôn. Đấy, số lượng duy nhất là còn đúng một bộ thôi nhá, đúng một bộ thôi, không có nhiều đâu. Đúng bộ này, bộ dao hàng mới nộp luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ dao nhá, một cái giá đỡ dao. Đấy. Và bên trong này thì sẽ là cái hộp đựng dao này. Đấy, một cái hộp đựng dao rất ok luôn. Đây, bóc cho bác coi. Một cái hộp đựng dao. Đựng dao kéo thứ trong đầy đủ hết nhá. Đó, đầy đủ trong hết luôn. Đây, bóc cho bác coi. Đấy. Đầu tiên thì sẽ gồm có cho bác là một cái cây kéo này.
một cây kéo nhá. Đấy để các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, rau củ quả cực kỳ sắc bén nhá, thấy không? Cắt rất ngọt ngào luôn này. Đấy, cắt ok luôn. Đó, rồi, một cái cây kéo này. Cắt nhà bếp ok này. Tiếp theo thì là đây để giá này để lên. Đó, một cây kéo này. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này, một cây liếc mài nhá. Đấy thì về vị dao các bác nhụt các bác cho đây các bác liếc này. Đó, một cây liếc mài. Cái này em quay lướt quay nhanh thôi. Đó vì số lượng nó còn có một bộ thôi, quay nhanh bác luôn. Tiếp theo là một cái cây dao để chuyên các bác lọc và thái này, cây này chuyên lọc thái nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân nhá. Con này chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc và thái, hàng rất sắc bén luôn. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao dạng thái bản to nhá. Con này là các bác thái bản to. Đấy, thái hoặc là các bác băm. Đấy, thái hoặc là các bác băm nhẹ hoặc các bác thái bản to các bác dùng này cho. Đấy, rất ok. Dao cực kỳ sắc bén nhá. Các bác dùng gia đình nó quá ok cái bộ này rồi. Đó. Rồi tiếp theo thì là một cái con dao gọi là vừa chặt vừa thái nhá. Con này vừa chặt vừa thái này. Đấy, vừa chặt vừa thái ok luôn. Đấy, khá là dày nhá. Vừa chặt vừa thái Asaka Japan. Cực kỳ đẹp luôn, bộ này rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này thì sẽ gồm có các bác tổng là đây trên tay em đang cầm đây, sẽ gồm có các bác tổng là 6 món nhá. Thì em sẽ tính với bác luôn này, đầu tiên sẽ là một cái giá đỡ này. Đấy. Và có cho bác là tổng là 3 con dao thì sẽ là 4 món này, một cái cây kéo là 5 và một cái cây liếc mài là 6 thì tổng một bộ nhai này. Đây, đấy, đây. Tổng một bộ nhai là 6 món nhá, tổng một bộ nhai là 6 món. Là bao gồm là 3 dao, một kéo, một liếc mài và một giá đỡ nhai. Tổng một bộ này là 6 món và hôm nay em sẽ xả kho cái bộ luôn. Em còn có duy nhất một bộ dao 6 món không nhá. Còn duy nhất một bộ nhá. Các bác nào nhanh tay thì được luôn này, chậm tay thì hết này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Bữa trước cái mã này bên em đang bán là bộ dao 6 món. Bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, xả kho bán lỗ vốn tri ân bác luôn. 130.000. 130k một cái bộ dao 6 món này, chứ 130.000 thôi. Đấy, 130k. Sở hữu cho em là 6 món luôn. Đấy, 6 món luôn. Đây em quay lại bác coi nhá. À, một giá đỡ này, ba con dao này, một cái cây liếc mài và một cái cây kéo này, tổng là 6 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giả xả sập sàn luôn. Đấy, thanh lý duy nhất còn có một bộ nhá. Rồi, qua cái mã hàng tiếp theo này. Ở đây tiếp theo ở đây em còn một ít cái này là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, túi bọc nhà bếp này. Đấy, ví dụ như là bát đũa thứ nhà mình các bác muốn những cái món nấu ăn nhà mình ấy, khi mà các bác nấu xong đấy, các bác muốn kiếm một cái gì các bác bọc vào. Ví dụ là các bác ở nhà là hay mua những cái màng co ấy, các bác bọc vào thì nó rất là mất công, nhưng mà con này rất là tiện nhá. Thì các bác mua cho em một cái túi này về. Một cái túi này sẽ gồm có là 100 cái màng bọc nhỏ này, 100 cái màng bọc nhỏ này. Thì về các bác cứ dở này ra, sau đó là các bọc cho em vào cái bát cái đĩa nhà mình. Đây, để em lấy cái bát bọc cho bác coi này. Đây nhá, ví dụ như là nhà các bác là trong cái bát này hiện tại đang có đồ ăn hoặc là một cái bát canh này, các bác muốn bọc vào đấy để cho nó đỡ ruồi muỗi nó bâu này. Đấy, rồi là côn trùng côn chiếc các thứ nó không bay vào này. Đấy, rồi là cho nó kín này. Ví dụ các bác mình có bảo quản đồ mình để trong tủ lạnh này, đấy thì mình lấy cái này các bác bọc vào cho em kín ngon lành luôn nhá. Ở đây nó có cái phần dây thun này, nó sẽ tít vào luôn. Đấy, rất ok, bọc kín cái bát này luôn nhá, kín ngon lành luôn, rất đẹp luôn nhá. Đấy, và khi nào các bác dùng thì các bác dở ra, và nếu mà muốn dùng tiếp các bác lại bọc nó vào. Đấy, các bác cứ giữ làm sao nó nhẹ nhàng, dùng nó nhẹ nhàng, đừng có mạnh tay được, mạnh tay quá thì nó rách có thế thôi. Đấy, còn nói chung là nó cũng khá là dai. Đấy, thì một cái bọc, một cái bịch này nhá, một cái bịch này là sẽ có các bác là 100 cái nhá. Một cái bịch này là 100 cái nhỏ như này, đây này, nó có từng cái nhỏ một nha. Ở đây nó có phần dây thun nó co giãn này. Đấy, dây thun nó co giãn, các bác có thể bọc vào bát này, vào đĩa ok luôn. Đấy, vào bát, vào đĩa bọc thức ăn nhà mình nhá. Đấy, tránh bị ruồi muỗi côn trùng nó bâu vào. Đấy, rồi cho nó bảo quản trong tủ lạnh này, rồi là đỡ bị mất mùi mất vị thức ăn nhá các bác nhá. Ok luôn. Đấy, đặc biệt là cái dịp Tết nhất đến nơi rồi, các bác cỗ bàn rất là nhiều thì các bác mua cho em cái túi về có bọc rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn. Đấy, thì một túi này là 100 chiếc, em cũng lên mã xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán bác là 30.000 một túi, hôm nay em còn ít nữa xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái túi bọc thức ăn, bữa trước đang bán là 30k, hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, 10k một túi nhá. Một túi này là 100 cái. Đấy, 10k một túi rồi, chỉ có 10.000 một cái túi bọc thức ăn nha. Đấy, 100 cái luôn, 10.000 một túi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái vỉ gác chảo rán bằng inox này. Đấy, rất là hay,
Cái vỉ gác này thì size của nó sẽ là từ 28 đến 30, tức là cái chảo của bác là từ size từ 28 đến 30 là cái con này có thể dùng được này. Đấy, các bác gắn lên, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nem, rán những cái đồ chiên rán mà rất nhiều dầu mỡ, các bác muốn gác lên để cho nó đỡ ráo dầu, cho nó đỡ đi. Đấy, sau đó là các bác cắp ra thì các bác dùng cái này cho em, rất tiện dụng luôn. Lên mã em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Một cái vỉ này hiện tại em báo giá luôn. Bữa trước bên em đang bán bác là đi 80.000, mà em còn có hai cái bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có là đi 40.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Vỉ gác chảo rán. Đấy, còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái vỉ gác chảo rán này bằng inox nhá. Đây để em lấy một cái em quay test bác coi này. Đấy, em còn có hai cái bán nhanh bác luôn. Còn hai cái bán nốt nhá. Cái này là inox dùng xịn lắm. Tết nhất các bác rán nấu nhiều ấy, những cái món rán rán nem ra nước này. Đấy, các bác rán là rất hay nhiều dầu nhiều mỡ này. Đấy, bình thường là các bác bỏ ra đĩa đĩa các thứ rồi là nó rất hay nhiều dầu nhiều mỡ nhá, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó là một cái vỉ gác nha. Đấy, thì ví dụ như là có cái chảo sẵn nha, để vào đây cho em đó, khi mà các bác rán xong thì các bác để những cái đồ chiên rán vào đây thì nó sẽ róc mỡ xuống nhá, và khi nào mà róc mỡ xong các bác gắp ra ok luôn, rất là thông minh nhá, bằng inox blank 4. Chảo là chảo từ 28 nhá, chảo từ 28 đến 30 là các bác có thể xài được. Đấy, chảo từ 28 đến 30 nhá. Size của nó sẽ là size phi 28 đến 30. Đó, rất ok luôn. Vì gác chảo nhá. Em còn có một hai còn hai cái nhá, còn hai cái xả kho luôn. 40.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ gác chảo rán 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái khay đĩa tròn này. Đấy, để về các bác Tết nhất các bác bày hoa quả này, bày bánh kẹo này, bày đồ ăn lên này, rất đẹp luôn. Một cái khay đĩa tròn 5 cái này, hàng của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Đấy, con này inox 304 luôn. Đây, một cái set này sẽ gồm có cho bác là 5 khay nha. Các bác nhìn này, 5 cái khay như trên hình các bác đang coi này. Đấy, 5 cái khay. Nó sẽ có là 5 khay từ to đến nhỏ này. Đấy, mỗi cái khay này nhìn. Đây, các đợi chút em lấy cái thước đo bác coi. Đây nhá, em sẽ đo bác này. Thì với cái khay này, kích thước của nó thì khay nhỏ nhất của nó sẽ là vào 14 này. Khay to nhất thì sẽ khay thứ hai sẽ là vào 17 này, khay thứ ba này sẽ là vào 20 này, khay thứ tư này của nó sẽ là vào 23 này, và khay lớn nhất của nó sẽ vào là 26 nhá, 26. Đấy, rất ok. Thì sẽ gồm có là 5 khay này. Đấy, một khay nhỏ nhất này. Tiếp đến cái khay thứ hai này. Đấy, khay thứ ba này. Khay thứ tư này, và khay to nhất là khay thứ năm. Đây. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Có thấy không? Quá đẹp luôn nhá. Logo thương hiệu Wailing có in trên sản phẩm luôn. Hàng của Đức nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Về các bác dùng để các bác bày hoa quả này. Đấy, bày mâm ngũ quả các thứ lên đây này. Bày hoa, bày quả, bày bánh, bày kẹo Tết nhất. Các bác bày đồ ăn các thứ lên đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sang trọng lịch sự nhá. Đây, một cái bộ khay của nó sẽ nhảy. Đấy, trên hình các bác đang coi đây. Đấy, điểm vào cũng trên tay em đang cầm đây. Thực tế là 5 cái khay đây, rất đẹp luôn. Sáng choang luôn nhá, sáng choang luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái. Bộ khay tròn inox 5 cái nhá. Bộ khay tròn 5 cái đi. Cứ lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn. Bộ khay tròn 5 cái nhá. Bữa trước thì cái này đang bán là 190.000, mà em còn có duy nhất một bộ, cũng bán nhanh xả kho luôn. 100.000 một bộ nhá. 100.000 một bộ. Lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái của Đức nhá. Đấy, bộ khay tròn 5 cái. 100.000 một bộ này, bán nhanh xả kho luôn này. Sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món, hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp. Ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy, ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây, bóc các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này. 1, 2, 3, 4, 5 xong một chảo nhá. 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này. Đó. 2
hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng năm đáy, năm lớp luôn này. Đấy song to. Hàng này năm đáy, năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. Ingen này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây, một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi. Em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng năm đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó, thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái bộ dây cô bình của Đức này. Đấy, hàng này của thương hiệu Butter Cable nhá, Butter Cable của Đức. Đó, bộ này thì công suất là 2000 ampere, các bác dùng câu ắc quy bình xe ô tô thì thoải mái. Cái con này thì chức năng của nó dùng đấy là trong những cái việc ví dụ như là vấn đề là xe của các bác bị chết máy mà các bác cần đề. Đấy, cần đề thì phải có ắc quy. Mà ắc quy không có thì các bác có thể lôi cái bộ này ra và nhờ những cái xe bên cạnh hoặc là những cái xe anh em thứ nào các bác nhờ là các bác lấy cái bộ này ra, các bác câu từ cái bình của người ta sang cái bình của bác nhá, để các bác đề nổ được xe của mình. Đấy, dùng cho xe ô tô thì con này quá hợp lý rồi. Một bộ này sẽ gồm có là hai dây, một dây đỏ và một dây đen để các bác phân biệt đầu âm đầu dương. Và nó có phần đầu kẹp ở hai đầu luôn này. Đây một bên này. Ở bên này một bên này. Đấy, các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia là xong. Đó, phần kẹp nhá.
Phần kẹp này, kẹp cực kỳ chắc chắc luôn, kẹp rất chắc và rất là chắc. Phần dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Đấy mình nhìn này, dây lõi đồng rất là to. Đấy đâu, này dây lõi đồng rất là to này. Đấy mình nhìn rõ này, đấy dây lõi đồng rất là to luôn nhá. À, bộ này thì em báo giá luôn. Bộ này thì một bộ là bao gồm cả dây cả túi đựng nhầy này, với giá sẽ là 170.000. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là dây câu bình nhá, dây câu bình một sợi. Một sợi này dài là 3 mét này, một sợi dài 3 mét, hai sợi là 6 mét nhá. Dây câu bình, đấy, dây câu bình. Dây câu bình này. Với giá sẽ là 170k một bộ nhá, 170k bộ thôi. Nói chung là các bác có ô tô thì nên sắm cho em một cái bộ như này. Đấy, trong những trường hợp mà không may thôi. Đấy, thực ra thì mình không mong muốn đâu, nhưng mà mình cũng có nên những cái mà mình vứt trên xe. Đôi khi rất là cần đấy, chẳng may rồi mình đến lúc mà mình cần thiết là không kiếm đâu ạ, không kiếm đâu. Đấy nên là mình cứ vứt phòng trừ xe không may xảy ra vấn đề thì mình có cái để mình sử dụng sửa chữa nhá. Đấy, 170.000 thôi, giá rất là bình dân hạt rẻ. Sử dụng để xe ô tô cho em, các thứ câu bình từ bình nọ mình kia ok. 170.000 cho một cái dây câu bình này có nhá, 170k. Hàng dây rất là to, hàng dây chống gập chống rối này. Đấy, dây rất là mềm và lõi đồng luôn nhá. Phần tay cạp các thứ này quá ok luôn. Đấy, tay cạp các thứ quá ok, chặt chẽ ngon lành. Đấy, một dây này dài là 3 mét nhá, có phần đánh dấu cực âm cực dương luôn để các bác xài. Đó, 170k một sợi dây câu bình như này. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ mũi khoan đa năng. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng, tiếp tục hàng lại về nhá. Bộ mũi khoan đa năng này thì một bộ sẽ gồm có là 5 mũi thôi nhá, một bộ là 5 mũi. Thì cái lô này nó về là nó sẽ có là 2 mũi 4 là hai cái mũi mà sử dụng phổ thông nhất, nhiều nhất ở trong gia đình nhà mình nhỉ. Đấy, 2 mũi 4 luôn. 2 mũi 4 nhá. Đây. À 2 mũi 6 ạ, nhầm là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6. Một mũi mũi này là mũi 8 này, mũi 8. Đây mũi 8 này. Một mũi 10 này và một mũi 12 thì bên em sẽ bán theo một bộ như này luôn nhá, bán theo một cả một bộ này luôn. Đó thì một cái bộ mũi khoan đa năng nha. Các bác xài sử dụng là với giá sẽ là 130k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, mũi khoan đa năng nhá. 130k, cái này các bác có thể khoan đa năng, gạch men này, khoan bê tông này, khoan gỗ, khoan các thứ các kiểu luôn. Đấy, khoan đa năng nhá. Một bộ là 5 mũi, 2 mũi 2 mũi 6 nhá, 6 này, 8 này, 10 này và 12 này thì tổng sẽ có là 5 mũi nhá. Với giá sẽ là 130.000 một bộ mũi khoan đa năng này, 130.000 thôi. Đây này, cho các bác coi về cái phần đầu của cái mũi này. Cái hay của cái sản phẩm này nó là cái phần đầu mũi là cái phần đầu là cái đầu tên lửa. Cái đầu của nó là cái đầu tên lửa nhá. Nên là khi mà các bác xài là các ví dụ đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ vị trí mà nó trơn hay trơn trượt, đặc biệt là ví dụ như là gạch men là các bác khoan là hay trơn trượt là nó ví dụ thứ nhất là nó bị sai cái phần vị trí các bác cần khoan, mà thứ hai là nó hay bị trượt, mà trượt là rất hay bị vỡ đá. Đấy, cái khoan gạch men nó rất là khó khoan. Thì đây, cái con này nó là cái đầu tên lửa nên khi bác khoan thì các bác cứ nhấp từ cho em và nó vào rất là ngọt luôn. Vào cực kỳ ngọt nhá. Đấy, vào rất là ngọt. Cái này em cũng đã đang xài rồi nên là em thấy rất là ok. Đó. Bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá là 130.000 một bộ 5 mũi này, là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Một bộ này thì các bác xài gia đình này, anh em tạo thuyền này, xài cho em thoải mái luôn. Đó, 130.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm cắt ống size 42. Hàng này thì của Kabushi Japan. Đấy, con này là kìm cắt ống nhá. Về để chuyên cho các bác cắt ống nước, sửa chữa điện nước nhà mình. Đấy, sử dụng gia đình nhà anh em thợ thuyền này, ok em luôn. Con này các bác cắt được là từ ống nhỏ nhất đấy, cho đến ống lớn nhất sẽ là ống 42. Đấy, nói chung là các bác cắt là từ ống 42 trở về nhá. Thì các bác cứ cho vào sau đó nó bấm thôi là nó sẽ cạp dần và nó cắt rất là ngọt luôn. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải cưa kiếc gì mà cắt nó nhàn, mà thứ hai là cái đường ống các bác cắt nó rất là mịn. Đấy, nó không bị cái ba vi rồi là những cái vụn ống, nó cắt bình thường các bác cắt cưa các máy cái thứ hay bị vụn ống nhá. Nhưng con này là cắt nó không bị ba vi, nó không bị vụn ống mà nó ra cái đường cắt nó rất là mịn nhá. Và lưỡi kỳ sắc bén luôn. Đây, lưỡi sắc nói chung là dao thì không vấn đề, dao còn gấp 3 lần dao, lưỡi sắc kinh khủng luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, hàng của Kabushi Japan này. Đấy, Kabushi Japan quá ok luôn. Đó, cứ bấm nhấp đều xem cái nào nó cắt có thấy không, rất dễ sử dụng nhá. Kìm cắt ống này là kìm cắt ống từ ống 42 trở về nhá, lớn nhất là các bác cắt được là ống 42. Đấy, nói chung là dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng con này cho em ok luôn. 100.000 có nhá, 100.000 bộ này, 100.000 cho một bộ này. Mắc của nó sẽ mắc là phi 42, ống phi 42 trở về. Lên mã anh em sẽ là cái kìm cắt ống 42 nhá. À, cái kéo cắt ống 42.
kéo cắt ống 42 nhá, với giá sẽ là đi 100k, 100k, 100.000 cho một cái con kéo cắt ống 42 nhỉ, 100.000 một cây. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Nói chung là trong gia đình nhà mình nên có một cái sản phẩm như này. Đôi khi là các bác sửa chữa ống nước, ống nhiếc, có con này dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, dùng rất tiện mà nó dễ dàng sử dụng nhá, dễ sử dụng, các bác không cần phải cưa kiếc kéo kiếc lôi ra cắt lành cành. Nếu con này chỉ việc là cho vào các bác cạp bóp cho em vài bóp là đứt ngay thôi, rất là dễ sử dụng ok luôn. 100k nhá, 100k kìm cắt ống 42 nhá. Đấy, 42 trở về sẽ có bán theo thùng nhá và có bán theo túi. Thì một thùng này là 20 gói này, một thùng là 20 gói với giá là đi 20 gói giấy này, 20 gói nhá, với giá là 150k, 150k. Còn nếu mà các bác mua lẻ một gói như em vừa cho bác coi đấy, một gói thì là 10.000 một gói thôi, 10k. Đấy, các bác có thể mua theo gói hoặc mua theo thùng. Một thùng này, một thùng giấy ăn, cứ lên mã em sẽ là một thùng giấy ăn nhá. Một thùng giấy ăn thì sẽ là 20 gói là 150.000. Còn các bác mua lẻ một gói giấy ăn nhá là 10.000 cho một gói giấy ăn. Đấy, 10.000 một gói giấy ăn thì đây. Một thùng của nó đây nhá, một thùng là 20 gói này. Đấy, một thùng là 20 gói như này này. Đấy, dùng thoải mái luôn mà giá nó chỉ có 150.000 thôi. Tính ra rất là rẻ luôn. Đấy, tính ra rất là rẻ luôn. Một túi giấy 460 tờ như này là 10.000 thì cứ lên mã em sẽ là túi giấy ăn nhá, là 10.000. Còn các bác lấy theo thùng thì sẽ là 150.000 cho 20 túi nhá, 150.000 cho 20 túi. Sản phẩm tiếp theo đem lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Bao tay lái xe này, đấy các bác hay phải đi ra ngoài đường nhiều này, đi làm đi ăn các thứ này. Đấy, mình cần một cái đôi bao tay để giữ ấm này, cũng như là các bác trong miền Nam cũng có thể là chống nắng luôn. Đấy, đi chơi đi phượt này, rồi đi du lịch này, đi hay lái xe nhiều ngoài đường này, mình có một cái đôi bao tay chống tiêu UV tia cực tím. Đấy, chống nóng này, rồi là giữ nhiệt cho em ok luôn. Bao tay đi rất là vừa vẫn chắc chắn nhá. Đó. Phần bên dưới này thì thiết kế là có phần cao su chống trượt nhá, có hai cái phần đầu ra đây thì các bác có thể là bấm điện thoại cảm ứng được luôn, rất ok. Cái này thì nó có phần cao su chống trượt thì các bác khi mà các bác lái xe không lo nó bị trượt tay hay nào cả. Các bác đi nó rất là thật tay. Đây em đi nó rất là vừa này. Đó, rất ok luôn. Cái này là hàng co giãn 4 chiều free size nhá, nên là tay to tay nhỏ các bác đi được hết luôn. Đó, có cả phần khóa nhá, khóa hãm các thứ này. Đôi này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 50.000 một đôi. Cứ lên mã em sẽ là sản phẩm là cái bao tay lái xe. Đó, bao tay lái xe nhá các bác nhá. Giá bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một đôi này. Đấy, bao tay lái xe này. Bao tay lái xe nhá. Giá sẽ là 50k cho một cái đôi bao tay lái xe này, chỉ có 50.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Một đôi tay trái tay phải, đó. Đều có phần cao su chống nước trượt này, rất ok luôn. Đấy, thiết kế chắc chắn chất lượng. 50k một đôi nhá. Đi mùa đông thì ấm. Đấy, bác nào trong Nam mùa hè đi thì chống nắng, rất ok luôn. 50k một đôi bao tay lái xe này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ tỉa lông mũi này. Đấy, rất là nhiều các bác cần cái bộ này nhá. Sử dụng các thứ rất ok, các bác về dùng để tỉa lông mũi nhá. Bình thường hay là các bác hay phải dùng kéo thứ nào, các bác chọc vào lỗ mũi, các bác tỉa lông mũi rất là nguy hiểm, thì các bác mua ngay cho em cái bộ này về. Nó sử dụng rất là dễ dùng mà cực kỳ an toàn hiệu quả. Đấy, các bác chọc vào, chọc cái kéo cái kiếc vào, chẳng may nó có chảy máu mũi thứ rất nguy hiểm thì đây. Con này rất là dễ dùng thôi, các bác cứ lừa vào trong lỗ mũi này, các bác bấm này, bấm cho em. Đấy, bấm cho em. Thì nó có cái vòng tròn nó xoay này, để nó sẽ nghiến đứt cái lông mũi của bác nhá. Rất sắc bén luôn, cắt rất là ngon. Đấy, chuyên để các bác tỉa lông mũi nhá. Dành cho cả nam cả nữ được luôn, rất hay. Đấy, tiện dụng. Giá này thì em sale sập sàn các bác luôn. Bữa trước cái sản phẩm cái tỉa lông mũi này bữa trước em bên em đang bán là 60.000. Hôm nay em còn về cái lô hàng mới này, giá nó tốt em sẽ xả kho luôn nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là tỉa lông mũi. Đấy, tỉa lông mũi này. Bữa trước đang bán là 60k, hôm nay em giảm giá xả kho luôn, chỉ còn có 30k thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này coi nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi này. Đó, rất là hay. Nói chung là một cái sản phẩm các bác nên mua, giá nó hợp lý mà dùng nó an toàn hiệu quả, dễ sử dụng ạ. Chất lượng. Đó. Cái này thì các bác có thể vệ sinh thoải mái. Đó, ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Sử dụng dễ. Đó, cho vào lỗ mũi là các bác chỉ việc bấm như này thôi. Cứ bấm đều tay, thế là nó nghiến đứt hết lông mũi thôi nhá. 30.000 một bộ nhá, 30k một cái bộ tỉa lông mũi nhá, 30.000 một chiếc nhá.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thuốc diệt kiến dán này. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái thuốc thuốc diệt kiến nhá, thuốc diệt kiến. Đấy, cái này thì cực kỳ nhạy luôn. Và bên em cũng bán rất nhiều, chắc phải bán đến khoảng tầm chục nghìn lọ rồi, bán siêu khủng khiếp luôn đấy. Giá thì bình dân là rẻ lắm. Hiện tại thì bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá chỉ có 10.000 thôi. 10.000 cho một lọ thuốc diệt kiến nhá. Các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác giá tốt hơn. 3 lọ là 20k. Đấy, một lọ này. Một lọ thuốc kiến, một lọ là 10k nhá, một lọ 10k, còn các bác lấy 3 lọ. Tính cho bác là 20k thôi. 3 lọ 20k, một lọ 10k. Đó, rất là dễ mua luôn. Các bác có thể mua các nào nhiều kiến thì mua 3 lọ, ít kiến mua 1 lọ được. Đấy, còn, hoặc là các bác có thể mua nhiều hơn. Cái này thì nó là thành phần thuốc sinh học. Đấy, từ mật mía, mật ong. Đấy. Và có hương phấn hoa và phụ gia này. Đấy, nói chung là thành phần sinh học rất an toàn. Nên là các bác cứ dùng thoải mái. Cái này thì rất là dễ dùng. Những cái chỗ nào nhiều kiến, hiện tại kiến đang tập trung, hoặc là những cái chỗ ổ kiến, hang kiến, các bác cứ dò cho em. Cái hay của cái sản phẩm này này là khi nó ăn vào và bắt đầu là nó sẽ không chết ngay đâu ạ. Nó sẽ đi hết về, tập trung về hang. Và khi mà đi về hang kiến thì những cái con kiến ở gần đấy thì nó sẽ lại tập trung vào nó lại chạm vào nhau. Thì những cái con kia nó chạm vào nhau thì nó lại thấy cái vị nó ngọt, thì bắt đầu nó lại nhấp nhấp với nhau. Nó nhấp với nhau thì khi mà nó đã nhiễm thuốc hết rồi thì một loạt nó sẽ tiêu diệt cả một cái ổ luôn. Đấy, chứ không phải là tiêu diệt những cái con ở xung quanh đâu nhá, nó sẽ tiêu diệt cả ổ luôn. Nghĩa là con kiến nó đi về ổ đấy xong bắt đầu là nó chết một loạt cả ổ luôn. Đấy, nghĩa là nó diệt tận gốc luôn nhá, diệt tận gốc luôn. Nên là các bác dùng rất hay. Cái này em dùng từ đầu năm rồi, em dùng dùng hết vài lọ cái là từ đợt đầu năm giờ là không thấy con kiến luôn, sạch lắm ạ. Mà nó rất là hay. Cái này thì các bác giỏ đi, đừng sốt ruột nhá. Lúc đầu khoảng tầm 1-2 tiếng đầu nó chưa chết ngay đâu ạ. Nó phải đến hôm sau cơ là các bác mới thấy là hiệu quả nó như thế nào. Hiệu quả sang đến hôm sau luôn. Đấy là bắt đầu là sang hôm sau là khi mà các bác đi ra là không thấy con kiến ở đâu, vì nó chết hết cả ổ rồi. Đấy mà nó diệt, khi mà nó đã diệt tận gốc thế thì cái tình trạng kiến nó xuất hiện trở lại thì rất là khó, cực kỳ ít luôn. Đấy. Nói chung là một cái sản phẩm rất thông minh, các bác cứ về dùng và cho em phản hồi. Đấy, sản phẩm em cũng đã và đang dùng thực tế rồi. Em thấy rất là hợp lý nên em đã nhập số lượng về em bán cho bác. Đấy, mà giá nó bình dân, mà sản phẩm thuốc sinh học rất là an toàn. Một lọ là 10.000 thôi nhá, và ba lọ sẽ là 20k. Lên mã em sẽ là thuốc diệt kiến nhá. Đấy, thuốc diệt kiến. Đấy. Sản phẩm kéo gà Đức này, lên mã em sẽ cái cây kéo gà Đức nhá. Đó, kéo gà Đức nha. Hàng made in Gạc Mani. Đấy, logo thương hiệu Wailing. Cái này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương rất ok cho em luôn. Kéo cực kỳ sắc bén nhá, cầm rất chắc chắn. Đó. Con này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 90.000 một cây nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức. Kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức nhá. Cái cây này thì bên em đang bán giá sẽ là 90k cho một cây kéo gà Đức này, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất hợp lý, sắc bén. Đấy, các bác nghe tiếng kéo rất ok. Cái phần thớ kéo rất là dày này. Đấy, tay cầm này, chắc chắn, dễ cầm. Đấy, nó tạo cái tư thế dễ cầm, có lực hơn nhá. Có phần khóa hãm này. Rồi là một cái hay của sản phẩm nữa là các bác nhìn cái phần răng dưới này. Đấy là nó thiết kế theo dạng là nhấp nhô này. Để khi mà các bác dùng, các bác có thể dùng cái này các bác đánh vẩy cá. Đấy, rất tiện dụng nha. Các bác có thể đánh vẩy cá cho em. Rất hay luôn. Giá này thì bên em đang gửi bác giá siêu tốt luôn đấy. Giá gần như là tốt nhất thị trường luôn. 90k một cây nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái cây sản phẩm là cái cây kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức chắc chắn chất lượng lắm. 90.000 cho một cây kéo gà Đức nhá. 90.000 một cây. Sản phẩm đũa Nhật 10 đôi này, sản phẩm đũa Nhật 10 đôi thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k nhá. 40k. Đây. Em viết bên đó. 40.000 nhá, 40k. Đấy, 40k cứ lên mã em sẽ sản phẩm là cái đũa Nhật. Đấy, đũa Nhật nhá. Một cái vỉ đũa Nhật này thì sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, 10 đôi đũa Nhật. Cái này thì chất liệu nó là từ sợi thủy tinh nên là các bác dùng là yên tâm, là không lo nó bị nấm mốc hoặc là cong vênh. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là không lo nấm mốc và không lo cong vênh nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ là chất lượng luôn. Cái này anh em cũng đã dùng rồi. Đấy, các bác cứ mua cho em khoảng tầm 4-5 vỉ về mình thay một loạt cả cái đũa nhà mình đi. Nhìn thứ nhất nó đồng bộ, thứ hai là đẹp, mà thứ ba là dùng nó chất lượng nhá. Đây. Đấy. Nhiều bác hỏi là đũa này gấp có trơn không thì các bác yên tâm đi, đũa gấp cực kỳ ok luôn. Đũa gấp không trơn đâu nhá, gấp rất là ngon. Cứ ngắm miếng nào là gấp trúng miếng đây luôn, không trượt miếng nào đâu. Đấy, rất là hay. Một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Chất liệu là từ sợi thủy tinh nhá. Đấy, không bị nấm mốc và không bị cong vênh các bạn, không bị nấm mốc và không bị cong vênh. Đũa nhìn rất là sang, thiết kế rất là đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Một vỉ 10 đô này với giá sẽ là đi 90k nhá. 40k thôi các bạn nhá. 40k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đô nha. 40k một vỉ.
Máy sấy tóc thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Máy sấy tóc công suất 3.500W, các bác sử dụng gia đình con này thì rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, công suất sẽ là 3.500W. Con này nó sử dụng điện 220, có hai công tắc nhá, một công tắc chỉnh gió này và một công tắc là chỉnh độ nóng. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe và rất là êm. Đấy, nói chung là các bác dùng gia đình cái con này rất hợp lý. Cái công suất này nó là cái công suất mà sử dụng gia đình này. Đấy, bình thường là các bác dùng những con công suất lớn ấy thì có khi lại là dùng nó lại hơi lãng phí hoặc là tốn điện. Đấy, hoặc là dùng những cái con mà nó nhỏ quá thì mình sấy nó lại không đã. Đấy thì nói chung là đối với cái sản phẩm này là công suất 3.500W là dùng gia đình là hợp lý lắm này. Đấy, công suất vừa đủ để các bác xài nhá, không to quá, không nhỏ quá, vừa ok luôn. Có hai công tắc, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng, thì nó có những cái cấp độ công tắc ở đây thì về các bác điều chỉnh hai công tắc nào cho em là xong. Dây nguồn về cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đấy, máy chạy khỏe rất là êm. Có phần đèn nhá, có phần đèn hồng ngoại đấy giúp diệt khuẩn các bác nhá, diệt khuẩn rồi là sấy tóc các bác nhá, sấy tóc, sấy đồ. Nói chung là ok, sử dụng ngon lành, chất lượng mà giá thì hạt rẻ bình dân thôi. Chỉ có 150.000 nhá. Cứ lên mã em sẽ là phẩm là cái máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc đang bán với bác giá sẽ là 150k. 150k cho một cái cây máy sấy tóc nha, chỉ có 150.000 thôi. Đấy, 150k một cây. Lên mã em sẽ là phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, 150k. Một cây máy sấy tóc này sử dụng nguồn 220 và công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, dùng gia đình là rất là hợp lý. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn, cầm rất là chắc tay. Các bác máy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt nha. Sản phẩm tiếp theo đem lên nhanh luôn cho bác, mà hàng đó là cái bộ ống hút dung dịch nhá. Các bác mua về dùng để hút dầu, hút hút rượu, hút dầu, hút xăng này, hút nước này, rồi là hút rượu này, rất tiện dụng luôn. Đó thì một cái bộ ống hút dung dịch này với giá sẽ là 30k một bộ nhá. 30k một bộ, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, ống hút, bộ ống hút dung dịch. Đấy, cái con này nó có chức năng là tự mồi nhá. Các bác không cần phải cho mồi mà các bác hút như mọi khi ấy. Đấy, rất là khó để các bác sử dụng nhá, thì các bác dùng cái này, các bác chỉ việc là lắp và các bác bóp bóp cho em mấy phát là nó sẽ mồi lên nhá, rất hay luôn. 30k một cái bộ ống hút dung dịch này, 30.000 bộ nhá, dùng rất ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có cho bác này, đấy là một cái tay bóp này, một cái dây này, đấy đi kèm là một cái đai siết nhá. Thì thực ra cái đai siết không cần lắm đâu. Đấy, đi về đây các bác nhìn nhá, các bác nhìn trên thân cho em này, nó sẽ có là đây, nó sẽ có cái mũi tên. Nếu mà mũi tên nó chỉ về hướng nào thì tức là cái hướng đấy thì nó sẽ là ra, và cái hướng còn lại thì nó sẽ là hút vào nhá. Thì các bác, cái ống này các bác có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra, hoặc là các bác, nếu mà các bác không thì các bác để nguyên được. Ví dụ các bác lắp vào đầu não được nhá. Đấy, lắp đầu ra cũng được, hoặc lắp đầu vào. Thường thường thì nó sẽ là lắp đầu vào nhá. Lắp đầu vào, đấy. Thì các bác lựa nó vào cái phần ống này. Đấy, các bác lựa nó vào cái phần ống. Đó, các bác lựa vào này. Đấy, sau đó có phần này, các bác cắm cái chỗ mà các bác cần hút cho em, và cái phần này các bác chỉ việc bóp này. Đấy, các bác bóp cho em vài lần cái là nó sẽ tự động là nó sẽ mồi những cái phần xăng, phần dầu các thứ rồi. Đấy, rồi là nước, rượu thứ rồi các bác nhá. Rất là hay luôn. Một cái bộ này thì bên em đang bán cho bác là 30k một bộ nhá. 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch nhá, 30k. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cái bộ này dùng rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bình thường là các bác hút đấy xăng các bác cứ hay phải đổ này. Đấy, các bác cho lên cao này, sau đó các bác bóp cho em vài phát là nó sẽ ra nhá. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, bóp vài phát là tự động nó sẽ ra ngay. Rất tiện dụng luôn. Đó, rất là hay nhá. Đây. Sang chỗ khác vậy hãy mua cái này, hút rất đơn giản, không cần dùng miệng hút mồi ống, cũng có thể hút xăng dầu, rất tiện lợi phải không ạ? Nhấn giỏ hàng mua ủng hộ mình nha. Đấy, các bác dùng để hút xăng, hút dầu, hút nước này. Đấy, các bác chỉ việc để sau đó các bác bóp cho em. Đấy thì nó sẽ ra có thế thôi, rất là hay. Đấy, và lưu ý khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cái
cái chỗ mà các bác muốn hút ra thì các bác phải để ở trên cao, còn cái chỗ mà các bác dùng để chứa thì các bác để dưới thấp, thì nó sẽ theo lực quán tính là nước nó sẽ đổ từ thấp từ cao xuống thấp nhá, đấy thì nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để ngang bằng là không thể hút được đâu, em nói luôn đấy nhá. Còn nhiều khi về các bác bảo là không hút được, các bác để ngang bằng sao nó hút được, các bác phải để từ trên cao xuống dưới thì bắt đầu nó hút được không nhá. 30.000 một cái bộ ống hút dung dịch nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây xăm thịt này, lên mã cho là cái cây xăm thịt nhá, cây này về dùng rất là tiện. Các bác muốn thịt thà, các bác mỗi khi mà các bác làm món những cái món ví dụ đặc biệt là món nướng này, rồi là những cái món chiên các thứ, rồi mình chiên cả tảng, mình chiên cả miếng ấy, hoặc là các bác nướng cả tảng thì các bác muốn nó gia vị nó ngấm, hoặc là ví dụ muốn bì nó nổ thì các bác mua ngay trong cái này về. Đây là một cái cây xăm thịt nhá, đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều cái gai nhọn bằng inox này, đấy, nó rất là nhọn luôn, thì các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc dùng cái này các bác châm đấy, các bác dùng này các bác châm được chưa, đấy thì khi mà châm thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ nhỏ này này, đấy các bác châm vào bì hoặc là châm vào thịt đấy, để khi mà các bác ướp này thì gia vị nó ngấm vào rất là đều, đấy, rất là đậm đà, đấy, ăn nó không bị nhạt nhòe nhá. Đấy, và muốn bì nó nổ thì các bác dùng cái này các bác châm vào, thì khi mà các bác chiên lên các bác nướng lên bì nó nổ rất là giòn luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt này với giá là đi 30.000 một cây nhá, lên mã em sẽ được cái cây xăm thịt nhá, giúp gia vị ngấm ngáp ngon hơn, giúp bì nổ giòn hơn, 30k nhá, 30k một cái cây xăm thịt này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp này sẽ gồm có là một cái trăm 100 bao tay thực phẩm. Đấy, đi về các bác dùng để các bác xài. Đấy, tiết nhất các bác xài nhiều. Đấy, đặc biệt là nhiều những cái món mà cần bao tay cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác đi xem cái mua trên cái đồ bao tay và các bác đi nhá, rất là sạch luôn. Đấy, một hộp này là sẽ gồm có là 100 cái nhá. Một hộp là 100 cái chiếc bao tay này. Đấy, nó là dạng bao tay nylon nhá. Thì khi mà các bác dùng một lần các bác bỏ luôn. Đấy, rất là ok. Giá nó hạt rẻ lắm. Một cái hộp này 100 cái thì giá nó chỉ có là đi 20.000 thôi nhá, 20.000. Đấy, bao tay thì nó là dạng nylon dẻo nhá, dạng nylon dẻo, đi nó rất là vừa tay, các bác nhìn này. Đi rất là vừa tay, đi rất là thật tay. Bình thường ấy, là các bác hay mua những cái dạng bao tay ấy, ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ấy, đi là nó cứ hay lùm xe lùm xùm, nó rất là khó làm. Đấy, đặc biệt là các bác làm bếp làm dép ra. Đấy, thái dao giữa con thứ mà cầm nó không chắc ấy. Đấy, chẳng may thái trượt tay cái rất là nguy hiểm. Đây, con này nó đi, các bác nhìn này. Đi nó rất là ôm tay luôn. Đấy, nó không bị thừa đâu, nó không bị thừa đầu. Đi rất là ôm tay và rất là hay. Đó. Và các bác sử dụng hoạt động nó rất là thật tay luôn. Đấy. Thì một cái hộp này, cái này em nói luôn nó rất là co giãn, các bác nhìn này. Kéo này. Đấy, kéo nó rất là co giãn nhá. Bình thường những cái kia mà các bác kéo cái nó rách ngay, con nhìn này, các bác nhìn này. Kéo co giãn dã man luôn, các bác nhìn này. Đấy, em kéo nó giãn này nó còn chưa rách này. Đấy, nó rất là co giãn luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng nó xài rất là ok. Đấy, thì một hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp là đi 100 cái nhá các nhá, một hộp là số lượng là 100 cái. 100 cái nhà này, 100 cái này tức là vào là 50 đô nhá, tức là vào là 50 đô đấy. Thì lên mã cho em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đấy, bao tay thực phẩm, bao tay nhà bếp. Giá của em là gửi bác là 20k nhá, 20k trên một hộp. Đó, 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái này tức là vào là 50 đô này. Đấy. Các bác nhìn em cầm bút em viết này vẫn ok luôn nhá, không có bị vướng viết thì không có bị khó làm hay khó viết nào đâu, rất ok luôn. Đó. Một hộp là một hộp bao tay thực phẩm là 20k một hộp nhá, một hộp là 100 cái bao tay nhá. Đấy, tức là vào là 50 đô nhá, 50 đô đấy. Đó. Rất là dẻo luôn. Các bác dùng một lần xong là bỏ luôn nhá. Đó. Nói chung là nếu mà về làm bếp làm giáp các bác dùng một đôi này các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn. Đó, và nó rất là co giãn luôn nhá. Co giãn rất tốt. Đấy, nó là dạng ni lông ngon, ni lông xịn đấy. Co giãn rất là ok. 20k một cái đôi bao tay thực phẩm một hộp nhá. Là đèn quay nhá. Hôm nay thì em cũng về cái lô này. Em cũng bán nhanh xả kho. Đấy, ngày Tết cho bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn quay. Đấy, cái đèn quay nhiều màu nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc rất đẹp luôn. Giá bữa trước đang bán với bác là 60.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k cho một chiếc đèn quay này. Đấy, chỉ có 40.000 thôi. Một chiếc đèn quay rất nhiều màu sắc nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đó. Sẽ gồm có cho bác là một cái đuôi nhá, một cái đuôi. Đấy, cái đuôi này có kèm cả công tắc bật tắt này, rất tiện lợi luôn, và một cái con đèn. Đấy, con đèn này thì cái nguyên lý động của nó là nó cứ sẽ quay tròn nhá, quay tròn và nó tạo hiệu ứng rất nhiều màu khác nhau và nó chiếu được rất là xa các bác nhá, nó phản ra rất là xa. Đấy, thì về các bác kết nối thì các bác chỉ việc xoáy vào cái đuôi này cho em này. Xoáy vào cái đuôi này. Đấy, cắm trực tiếp cái này vào trong nguồn 220 cho em. Đó. Đây, cắm trực tiếp nguồn 220 và các bác bật cho em. Đấy. Là bắt đầu là cứ thế là nó quay thôi. Các bác nhá, cứ này nó quay tròn này, các bác nhìn này. Cứ như này là quay tròn này rồi. Đấy, và nó sẽ chiếu ra chiếu cái ánh sáng này rất nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp luôn. Cái này em đang để trong cái điều kiện là nó các bác nhá. Nó hơi tối. À, nó hơi sáng một chút, đây em tắt cái đèn này. Đó vào đây không?
Khi mà tắt cây đèn đi thì nhìn nó lên nó rất là rực rỡ luôn. Đó, nhìn rất là rực rỡ nhá. Nó rất nhiều màu sắc huyền ảo khác nhau. Và nó cứ thế là nó quay tròn đi này. Nhìn này, đó, nó cứ quay tròn. Và nó chiếu rất là xa luôn. Đấy, nó chiếu được xa và chiếu được không gian rộng nhá. Đấy, nó cứ quay tròn này thôi. Đó, thì lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là đèn quay nhá. Đèn quay nhiều màu sắc khác nhau, cứ quay tròn nha. Đấy thì ở đây nó có tích hợp cả cái công tắc bật tắt này, lúc nào mà dùng ấy thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, bằng cái công tắc ở cái đuôi luôn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, lúc nào dùng bật lên cho em. Ok luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn quay, hôm nay em xả kho bán em bác luôn. Chỉ còn có 40k nhá, 40k cho một chiếc đèn quay nha. Đấy, đèn quay nhiều màu sắc rất là đẹp nha. Đấy, lung linh nhưng chưa các bác, nhìn như ba sàn, nhìn như là vũ trường luôn nhá, rất đẹp luôn. Đó, về các bác dùng để trang trí ngày Tết ngày nhất các thứ, nhà cửa quá ok luôn. Tiếp theo thì em về thêm cho bác cái lô hàng, đó là cái con máy xay bột này. Đấy, máy xay bột cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đó, lên lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy xay bột nhá. Một con máy xay bột sử dụng nguồn điện 220. Đó, rất tiện dụng luôn. Về cái sản phẩm này thì thông số công suất của nó thì công suất sẽ là vào 250W nhá, sử dụng nguồn điện là 220, tần số 50Hz này. Đó. Con này thì các bác có thể xay được rất nhiều những cái đồ khác nhau, ví dụ như là bột quế này, xay thành bột này, rồi là xay bột ớt này, xay bột cái này hạt tiêu này, rồi là bột đỗ này, bột gạo này, hoa hồi thảo quả này. Những cái đồ gia giảm gia vị các bác muốn xay thành bột đấy thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, hoặc là ví dụ các bác mua về mình dùng để xay gạo nấu cháo này cũng rất ok luôn nhá. Đấy. Sản phẩm hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, em vào báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái con máy xay bột cơ nhá. Máy xay bột đi. Đấy, máy xay bột này. Máy xay bột này thì bữa trước bên em đang bán là 160 ngàn. Đấy, hôm nay em giảm giá cũng thanh lý xả kho bán nhanh các bác luôn. Chỉ còn có 120 nghìn thôi. Bán nhanh luôn. 120 ngàn. Một con máy xay bột nhau nhá. 120k. Mới keng luôn. Và cực kỳ dễ dùng nhá. Cực kỳ dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và em nhắc lại với các bác là cái con này nó chỉ chuyên dùng để các bác xay khô thôi nhá. Đấy, xay bột khô nhá, chứ còn xay bột ướt là không xay đâu, chỉ chuyên dùng cho xay bột khô thôi. Đấy thì về rất là dễ dùng. Các bác chỉ việc mở nắp này, cho cái đồ các bác cần xay cho vào đây. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220. Đó, và khi mà các bác đậy cái nắp này vào, nó sẽ có một cái công tắc ở đây này. Đấy, các bác ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây. Là cứ thế là nó quay thôi các nhá, cứ thế là nó quay là nó xay thôi, xay cực kỳ mịn luôn, riêng dòng này xay rất mịn nhá. Nếu mà không mịn thì bên em không lấy tiền các bác luôn, các bác cứ về xay test cho em thoải mái luôn. Đó, các bác nhìn cái dần phần lưỡi nó này, lưỡi nó kiểu dạng là lưỡi xoắn, lưỡi lưỡi kiểu nhiều cạnh em nhá, nên là nó xay rất là nhuyễn nhá, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, cái phần trên này thì toàn bộ nó inox 34, rất chắc chắn luôn nhá, bền, đấy, chất lượng, cầm khá là nặng tay nhá, đấy. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái máy xay bột khô nhá, máy xay bột khô. Đấy, xay đỗ tương này, xay gạo này, xay các kiểu các loại này, xay bột ớt này, xay bột quế này, các thứ thứ luôn. Đấy. 120.000 một chiếc nhá, 120k cho một cái con máy xay bột khô này, xay rất nhuyễn luôn nhá. Đấy, xay nhuyễn luôn, các bác không cần phải mang ra quán xá gì. Mình chỉ việc ví dụ ở nhà mình có tí món cháo, món lão thứ đấy. Mình muốn xay tí bột gạo để mình nấu cháo thì các bác cho luôn đây, các bác xay này. Đấy, cho luôn là xay rất tiện luôn. Xay tí cái là các bác cho là các bác nấu luôn. Ok luôn. Đó. Máy xay bột khô nhá. 120k nhá, 120k cho một chiếc máy xay bột khô này. Dùng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cuộn dây phơi quần áo, hôm nay em xả kho luôn cái này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là dây phơi đồ. Đấy, dây phơi đồ hoặc là dây phơi quần áo đều được. Hôm nay em giảm giá xả kho bác dễ mua luôn. Giá chỉ còn có 10 ngàn một quận thôi, 10k một cái quận dây phơi nha. Với chiều dài tổng thể là 5 mét nhá, 5 mét, đó, 5 mét. Có 10 nghìn một quận thôi, bán nhanh xả kho bác luôn. Mỗi quận này thì nó đều có cái móc cài nhá, đều có cái móc cài luôn đây này. Đấy, đều có móc cài luôn. Đây nó có cái móc cài, ở đầu này nó có móc cài luôn nhá. Đấy, hai đầu hai móc cài. Và ở đây thiết kế rất hay. Đấy, nó có những cái phần Q1 này. Đấy thì khi mà các bác treo đồ, các bác treo vào những cái khe này thì nó không bị bay đồ nhá. Đấy, không bị bay đồ, phơi đồ. Riêng con này thì các bác cứ rầm rã treo ngoài mưa nắng thoải mái treo luôn. Vì như em cũng đang dùng cái sợi này từ đợt đầu năm, em cũng rầm rã phơi ngoài mưa nắng thoải mái ạ. Cũng không rõ là nó đồng cái chất cước gì nhưng mà em thấy nó siêu bền luôn. Nó bền dã man luôn ạ. Nắng mưa các thứ là các bác phơi ngoài trời cho em thoải mái luôn. Đấy, các bác dùng về phơi đồ này, mình phơi chăn, phơi màn, các thứ, phơi chiếu này này, rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, mua
Mình xem chiều dài chiều giết các thứ mình cần bao nhiêu thì các bác cứ tính ra, một cuộn này là 5 mét này, để các bác tính xem mình cần mua bao nhiêu mét thì các bác mua nhé. Và con này có thể là nối tiếp vào với nhau được vì nó có cái phần móc này này, đấy, có phần móc này rất ok luôn. Giá thì bình dân hàng rẻ thôi, mà em xả kho bán này nó luôn chỉ có 10 ngàn một cuộn nhá, 10 ngàn một cuộn dây phơi siêu bền luôn nhá, dòng cước cực kỳ bền đấy, nó là dạng cước rất bền luôn đó, là 10k một cuộn nhá. Một cuộn này dài được là 5 mét này, đấy, một cuộn dài 5 mét. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy các bác về dùng, mình dùng để phơi đồ đấy, phơi đồ, phơi quần áo móc lên rồi là ví dụ chăn màn nó ra. Đấy, nó có những cái phần lỗ nhá. Ví dụ là gió nó có bay quần áo nữa thì không vấn đề đâu ạ. Đấy nó không bị rơi, không bị các thứ nhá. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, về các bác cứ dầm mưa dãi nắng cho em thoải mái. Con này dầm mưa dãi nắng cực kỳ ok luôn. 10k một cuộn nhá, 10k một cuộn. Một cuộn dài là 5 mét thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái xốp mút rửa bát này. Đấy, một cái combo xốp mút rửa bát này thì sẽ gồm có là đi tổng là 3 miếng nhá, 3 miếng để về các bác dùng rửa bát rửa đĩa thứ là rất ok luôn. Đấy, rất sạch nhá. Đây, nó sẽ gồm có một cái combo này, nó sẽ gồm có là 3 miếng. 3 cái miếng mút rửa bát này. Đấy, 3 cái miếng mút rửa bát này. Một cái miếng này sẽ gồm có là hai mặt này. Đấy, các bác về dùng để rửa bát rửa đĩa rất là sạch luôn. Đó, đây. Một combo là các bác mua là được 3 miếng này. Đấy, sẽ gồm có là một cái mặt nhám để các bác có thể là ví dụ như là những cái chỗ nào mà nó két vào các bác dùng để các bác đánh nhá, và một cái phần trơn này để các bác rửa bình thường. Đó, về rất là ok. Về rửa xoong, rửa nồi, rửa đồ, rửa đạc các thứ như mình, rất là hay luôn. Một cái combo này là một cái combo miếng mút rửa bát này là 3 miếng này, với giá thì chỉ có 10 ngàn thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo miếng mút, miếng xốp rửa bát nhá. Đấy, một combo này là 10k nhá, 10k. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng xốp rửa bát. Xốp rửa bát nhá. Đấy, xốp rửa bát, một combo 3 miếng nhá. Đấy, một combo là 3 miếng, bán một combo này là 10.000. Đấy, 10.000 3 miếng nhá, rất ok luôn. Đó, giá rất bình dân. Mua về rửa bát, rửa đĩa, thứ rửa đồ đấy thì mình ok luôn. Có hai mặt nhá, một mặt là mịn và một cái mặt là nhám để các bác kỳ những cái phần cứng đầu, còn cái phần mịn này các bác cọ rửa bình thường. Đó, 10k các bác nhá, 10k. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, cái bộ chổi bụi nó rất là hay. Cái bộ này nó thiết kế rất là hay, là nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này, này. Đấy. Các bác dùng ví dụ như là trên những cái chỗ ví dụ như là ban bàn thờ này, các bác dọn dẹp này. Đấy. Rồi là những cái chỗ khe kẽ là mình mang cái con chổi to nên rất là lồng còng thì các bác mua cho em cái bộ này về. Một cái bộ này thì chỉ có 30 ngàn thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi quét bụi ở ban bàn thờ nhá. Đấy, bộ chổi quét bụi ở ban bàn thờ. Đấy, hoặc là cái bộ chổi quét bụi mini đó. Đấy, bộ chổi quét bụi này. Chổi quét bụi mini nhá. Chổi quét bụi mini. Đấy, các bác dùng ở quét ở ban bàn thờ thứ là những cái chỗ mà kia kia. Đấy, không cồng kềnh các bác không lôn được thì các bác lấy mua cho cái bộ này về. À, giá bộ này đang gửi bác là 30k một bộ nhá. 30k. Một cái bộ này sẽ gồm có là một cái con chổi này và một cái gầu hót rác nhá. Đấy, ví dụ như các bác dọn dẹp cái phần ban bàn thờ. Đấy, nó nhỏ gọn. Xinh xinh này. Đấy, các bác dùng để các bác khua khua những cái bụi này, những cái phần khe kẽ đây là các bác khua rất ok. Đấy, các bác có thể dùng con chổi này, những phần khe kẽ các bác dùng để các bác phẩy này. Đấy, các bác phẩy, các bác dọn dẹp những cái phần khung cửa sổ này cũng rất là hợp lý luôn nhá. Giá thì bình dân thôi, nó chỉ có 30.000 một bộ thôi nhá. Đấy, cái phần đầu này sẽ phần cước này. Đấy, phần cước rất là bông luôn đó, phần cước rất là rẻ và bông. Đấy, và một cái gầu hót rác đi kèm nha. Giá đang gửi bác là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi quét bụi mini nhá, bộ chủ các bộ mini dọn dẹp ban bàn thờ khe kẽ những cái chỗ mà cồng kềnh các bác không mang được những cái bộ chổi to này, các bác mua cho cái bộ này về. Đấy, 30k một bộ chổi các bộ mini nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xanh này. Lên mã giúp em sẽ cái hộp tẩy xanh để về các bác dùng để tẩy xoong tẩy nồi. Đấy, dịp cuối năm các bác dọn dẹp nhà cửa này, đấy, xoong nồi thứ là các bác cũng là đánh rửa sạch sẽ thì các bác mua cho cái lọ này về. Một cái lọ tẩy xanh này thì giá là bình dân thôi, nó chỉ có 20.000 một lọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ tẩy xanh nhá, lọ tẩy xanh. Tẩy xanh các bác dùng để tẩy xong nồi nhá, 20k nhá, 20k một cái lọ tẩy xanh nha. Đấy, 20k một lọ này. Đó, giá cực kỳ bình dân luôn đây. Thì nó là cái dạng đây, nó là cái dạng bột bột này này, đấy một cái dạng bột này. Thì cái này về rất là dễ xài thôi. Ví dụ xong nồi nhà mình thì các bác rửa qua cho em một cái lượt nước đi, sau đó các bác dùng này các bác phết lên. Phết lên và các bác dùng cho em cái cọ xoong bằng sắt ấy. Đấy, cái cọ xoong bằng sắt nhà mình vẫn hay xài, các bác kết hợp với lại cái cọ xoong bằng sắt rồi. Đấy, các bác dùng để các bác kết hợp với cái bột này các bác đánh rất là sạch luôn. Đấy, sạch hết những phần cặn bẩn nó bám lâu ngày thứ này, dầu mỡ nha, rất ok luôn. Giá một hộp này là 20k một hộp nhá. 20k một hộp, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp tẩy xanh,
hộp tẩy xong nồi đấy, hộp tẩy xanh, hộp tẩy xong nồi giá đang gửi bác là 20k đây, chuyên dùng để các bác dùng để tẩy xong tẩy nồi cái thứ này đấy, sạch sáng bóng cực kỳ ok luôn, 20k một hộp nhé. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cái này em bán khá là nhiều rồi các bạn. Đây các bác cùng xem này, đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện thì dạo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, khi mà các bác dùng xong rất là mới xong nồi luôn, 20k nhá, 20k một hũ tẩy xanh, một hũ tẩy xong nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, bộ nạo rất hay, một cái bộ nạo sẽ gồm có là 3 món, các bác mua về dùng để dịp Tết nhất, nhiều cỗ bàn là thứ các bác mua về cho em. Đấy, mình nạo các thứ hoa quả này ok luôn. Một cái bộ nạo này sẽ gồm có là một cái cây nạo này, một cái cây nạo thì nó sẽ có là hai kiểu nạo nhá, một cái kiểu nạo thường và một cái kiểu nạo sợi này. Đấy, các bác nạo sợi các bác nạo cho em phần bên này, nạo thường là các bác nạo cho em phần bên này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn luôn, toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Đấy, và một cái cây nạo kiểu dạng nạo ngang tay này, nhiều bác cầm cái kiểu dọc này các bác không cầm được thì các bác có thể chuyển qua cầm cái kiểu ngang tay này. Đấy, cầm cái kiểu ngang tay các bác cầm cái cây này, và một cái con dao nhá, một cái con dao. Đấy, con dao để các bác tỉa tót hoa này, rồi là những cái phần nó sâu ở trong quả kia rồi các bác dùng để các bác khoét, các bác khều ra. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác có những cái món lòng gà lòng vịt ấy, các bác dùng cái con dao này các bác xía làm lòng gà lòng vịt rất tiện luôn. Đấy, con này em làm xài thích cực kỳ. Và đằng sau nó có một cái rất là hay là một cái zip này. Đấy, ví dụ những cái phần lông gà lông vịt, lông non, lông măng các bác dùng để các bác zip, các bác gắp ra rất ok luôn. Đấy, một bộ nạo này sẽ gồm có là cho các bác là 3 món và rất là nhiều những cái chức năng trong cái bộ nạo này, nạo thường, nạo sợi này, rồi là có dao giếc, dao nhỏ nhỏ đi kèm. Một bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có 30.000 một bộ thôi nhá, 30.000 một bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ nạo 3 món nhá, inox 304 cực kỳ sắc bén luôn, nạo sắc ngon lắm. Bộ nạo 3 món này, bộ nạo 3 món này với giá bên em đang gửi bác là 30k một bộ nhá, 30.000 một cái bộ nạo 3 món nhá, 30k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây cọ cốc silicone để về các bác Tết nhất mình rửa cốc rửa chén này, rất cần một cái cây cọ cốc này. Đấy, đặc biệt là những cái dòng cốc mà cốc nó sâu, cốc nó sâu, cốc nó dài thì các bác mua cho em mấy cốc này về, à mua cho em mấy cây cọ này về các bác cọ nhá, dùng rất hay luôn. Đây, đấy. Ví dụ như đây cái cốc này thì không nói thì các bác có thể luồn tay được, hoặc là những cái cốc mà nó dài hơn, nó sâu hơn. Đấy, dài hơn khoảng tầm là 20cm này, cốc nó rất là sâu các bác không thể luồn tay vào được nhá, thì các bác mua cho em cái này về các bác luồn nó vào. Đấy, các bác dùng để các bác cọ này. Đấy, cọ rửa cái phần cốc, những cái phần cốc sâu nhá, cốc này rồi là chai lọ, những cái phần mà những cái đồ mà nó sâu thì các bác xỏ cái này vào để các bác cọ cho em nhá. Đấy, cái phần đầu này của nó sẽ là dạng đầu silicone nhá, nên khi mà các bác cọ ấy, nó rất là sạch cũng như rất là mềm, nó không lo nó bị xước đồ, và đồng thời nó chà hết những phần cấu ghét bẩn ở trong cốc mình ra. Đấy, tay cầm cán nhựa nhá, con này nó dài, chiều dài nó rơi khoảng tầm là 25-27cm, khá là dài đấy. Đó, thì bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicone nhá, với giá sẽ là đi 20k một cây nhá, 20k một cây thôi, 20k một cây đó, 20k. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây cọ cốc đầu silicone nhá, đang gửi bác là 20k. Các bác cọ những cái cốc nó sâu, những cái chai lọ nó sâu các bác không luồn tay vào được thì các bác dùng cái này, các bác luồn vào để các bác cọ nhá, rất ok luôn, 20k một chiếc nhá. Tiếp em về một cái mã hàng rất hay, đó là cái này là cái túi đất sét này, cái túi đất sét đấy. À, cái túi đất sét này em báo giá luôn, bên em gửi bác sẽ là 5k nhá, 5k một cái túi đất sét nha, chỉ có 5.000 một túi thôi. Đấy, 5.000 một túi đây, nó là cái dạng đất sét này này. Đấy, dạng đất sét dẻo nhá. Đó thì đây, nó như kiểu là một cái miếng đất nặn nhá, một cái miếng đất nặn. Đó, một cái miếng đất nặn này. Thì ví dụ như là những cái chỗ lỗ nào mà các bác muốn bít vào ấy, rồi là những cái phần lỗ điều hòa, rồi là những cái phần lỗ hở, rồi là những cái chỗ chi tiết hở các bác muốn bít vào thì các bác mua cho em cái này về. Nó là, thực ra nó không phải là đất đâu, nó là một cái dạng chất liệu mà em không rõ lắm, như nó dẻo dẻo như kiểu xốp ấy. Đấy, và nó cũng có độ dính ấy, có độ dính, độ bám, và nó có độ liên kết với nhau. Ví dụ các bác giật đất này này, đấy, các bác muốn dính lại với nhau nhá. Đấy, các bác chỉ việc quặn em cái này, quặn vài phát. Đấy, thế là nó lại dính liên kết chặt với nhau luôn, rất hay nhá. Đấy, và nó có thể dẻo dẻo uốn uốn này. Đấy, vì về các bác bít vào những cái phần lỗ lỗ các thứ này, đấy, lỗ điều hòa, rồi là những cái phần lỗ hở này, rồi là
những cái chi tiết các thứ rồi các bác bịt vào nhá, rất hay luôn. Lên mã em sẽ là cái túi đất sét này, thì bên em đang bán một túi đất sét này là 5k một túi này. Đấy, về những cái lỗ các bác bít vào cho em nhá, 5k một cái túi đất sét này nhá, 5k một túi. Em vừa xem lại cái này thì chuẩn của nó là cái dạng xi măng các bạn, nó là cái dạng xi măng chống thấm nhá, xi măng chống thấm, xi măng dẻo nhá các nhá, rất là hay. Đấy, về các bác những cái phần lỗ hở các thứ các bác dùng này có bít vào trong, lấy bít vào. Thì đây một cục là một cục này em đang bán một cục, em vừa bóc ra một túi này thì sẽ được một cục như này. Đấy, một cục cũng tầm một nắm tay này, thì là 5.000 một túi nhá, thì nó sẽ ở trong túi sẵn này để cho nó đỡ bị khô ạ. Đấy, còn về các bác một thời gian là các bác để nó sẽ khô đi. Đấy, nó sẽ khô đi. Đấy, em bóc qua chắc là khoảng tầm hơn tiếng rồi, nó vẫn rất là dẻo luôn. Đấy, về những cái chỗ nào mà các bác lỗ liếc các thứ là các bác phết cho em. Đấy, các bác bịt vào rất hay. Đây các bác cùng xem cái video này. Đây dư thừa như vậy thì nên dùng cái xi măng chống thấm để nhét vào này, đó để che đi cái khuyết điểm mà đi, hoặc là mấy cái lỗ điều hòa của mình á chét vào để đỡ hao tiền điện. Những cái lỗ dư thừa này mình có thể chét vào. Đây là xi măng dẻo chống thấm, có thể dùng khoảng 4 tiếng sau nó sẽ khô cứng lại, mình có thể đổ nước vào để cho nó mềm ra rồi bóc ra thôi. Các bác có nhu cầu thì có thể bấm mua nhá. Đấy rất hay nhá. Cái này đi các bác để đi nó sẽ khô, còn nếu mà các bác muốn nó dẻo thì các bác đổ nước vào cho nó dẻo để các bác bóc ra, rất là hay luôn. Đó, nó là dạng xi măng dẻo, xi măng chống thấm. Thì các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái cục xi măng hoặc là cái cục đất sét đều được. Đấy, bên em đang gửi bác là một cái sản phẩm, một cái túi này này, một cái túi này là 5k một túi này, 5k một túi nhá. Đấy, các bác lấy mấy túi được báo nha. Đấy, bán rẻ bác là 5.000 một túi thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó, cái máy đánh trứng này. Đấy, mã em sẽ là máy đánh trứng hoặc là cái máy đánh tạo bọt cà phê được. Đấy, 30k nhá, 30k các bác về dùng để tạo bọt cà phê, đánh cà phê này, rồi là các bác đánh trứng này đều được luôn. Đấy, rất là hay. 30k nhá, 30k một cái chiếc máy đánh trứng, máy đánh trứng đánh cà phê này. Đấy, khá chắc chắn luôn nhá. Đây là phần công tắc này. Đấy, phần công tắc thì cái này rất là dễ xài thôi. Về các bác tháo cái phần lắp ra, lắp cho em hai viên pin rồi nhá. Con này nó sử dụng hai viên pin to nhá, hai viên pin to, lắp cho em hai viên pin rồi. Đây đã cho em lắp pin rồi, cho em quay bác con này. Đây nhá, về thì bác lắp cho em hai viên pin, hai cái viên pin con thỏ vào. Đây này, lắp hai viên pin con thỏ vào. Có bác lắp vào, đậy nắp vào là cứ thế là máy chạy thôi nhá. Máy chạy rất là khỏe đấy. Đây. Đó, máy chạy rất khỏe luôn. Nó cái độ ngoáy của nó rất là hay. Cái độ ngoáy nó rất là tít luôn nhá. Đấy, cái độ ngoáy của nó để các bác dùng để đánh trứng này, rồi là đánh tạo bọt cà phê. Đây cái phần đầu nó này, nó thiết kế dạng lò xo này. Đấy, đánh dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê nhá. Đây này, nó rắc rất là khỏe luôn. Đó, đây để em đó, các bác nghe tiếng này. Các bác nghe tiếng chưa? Cái độ lắc của nó rất là khỏe luôn nhá. Đấy, mình dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê thì cực kỳ nhiều bọt luôn. Đó, thấy không? Chỉ cần hai viên pin thôi nhé, không cần nhiều, cần hai viên pin thôi các bác lắp vào là xài, rất hay. Đó, cho vào tí cái là bọt hoặc trứng, bọt cà phê thứ là nó bông luôn nhá. 30.000 một cây nhá. Lên mã em xem cái máy đánh trứng nhá, máy đánh trứng tạo bọt cà phê 30k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chổi cọ sàn kèm cái chổi cọ sàn nhà kèm với cả gạt nước này. Đấy, để về các bác sử dụng tết nhất các bác gạt nước này, rồi đó các bác cọ sàn này rất là sạch luôn. Đấy, thì một cái bộ chổi đầy đủ phụ kiện trong một chiếc túi này, thì về các bác lắp đặt và xài nhá. Nó sẽ gồm có là thân chổi này, đầu chổi nhá, đầu chổi thì rất là nhiều những cái lông, và nó thiết kế theo dạng là kiểu dạng đỉnh núi này, để đặc biệt là các bác những cái phần khe kẽ các bác lách vào các bác cọ rất ok. Và có đi kèm là một cái phần thanh gạt nước này nhá. Đấy, ví dụ khi mình cọ xong các bác dùng, có thể dùng các bác gạt nước đi luôn cho nó khô luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào thì em sẽ hướng dẫn bác luôn. Đầu tiên là bác lấy một cái đầu này. Đấy, lấy một cái đầu này nhá, các bác lựa nó vào này. Đấy, lựa nó vào đó, các bác lựa nó vào, kêu tạch cái nó sẽ vào này. Đấy, sau đó là các bác sẽ lắp tiếp cho em một cái phần đây, cái đầu nạo được đây, cái đầu vào các bác xoáy vào. Cái này thì nó rất là dễ dàng dụng rồi. Đấy, các bác lắp nó vào nhá. Tiếp theo một đoạn nữa, lắp tiếp một cái đoạn nữa vào. Cái này thì khi mà các lắp dài vào nó chắc nó rơi khoảng tầm hơn mét, tầm mét 2, mét 3. Đấy, khá là dài. Các bác sử dụng thì cũng không lo phải cúi người nữa. Và đây cái phần đầu này, lắp cho em cái phần đầu này vào. Đấy, ở nó xuống lắp cho em vào là xong. Xoáy vào nhá, chỉ việc xoáy thôi, cái này toàn bộ bằng gen mà xoáy vào. Đấy là cứ thế các bác dùng thôi. Mình dùng để cọ sàn này. Ngoài ra thì có chức năng cọ sàn, các bác có thể bẻ những cái phần góc để các bác cọ những phần ngóc ngách này, phần khe kẽ này. Đấy, và khi mà mình cọ xong thì các bác có thể bẻ thẳng ra để các bác dùng để gạt gạt này. Đấy, gạt nước khô hoặc là các bác có thể là gạt kính mà cũng được. Ok luôn nhá. Gạt kính bằng cái này được luôn. Đó, thì lên mã anh em sẽ là cái chổi cọ sàn kèm cả gạt nước luôn.
Rồi cọ sàn kèm kèm cả gạt nước nhá. Thì bên em đang bán cho bác là 50k một cây thôi, 50.000 một cây. Đây các bác cùng xem thực tế về cái mã sản phẩm này. Cái này là Tết bán cực kỳ nhiều luôn, Tết năm ngoái bên em cũng bán rất là nhiều nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Ủa đây. Rồi. Lần đầu tiên mà tôi chà cái nhà tắm hết có 3 phút đồng hồ á. Tại sao người ta có thể thiết kế ra cái cây chà sàn nhà tắm tuyệt vời dữ vậy trời? Thiết kế gọn nhẹ mà dài hơn 1 mét rộng, mình chà không cần phải cúi người đau lưng. Lông bàn chải thì nó được vắt xéo và xoay 180 độ chà được mọi ngóc ngách luôn mọi người. Nó còn có cả cái miếng gạt cao su. Đấy các bác nhìn cái phần những cái phần ngóc này, cái con này nó cọ được đặc biệt là những cái phần khe, cái phần ngóc ấy rất là dễ dàng luôn. Làm giúp mình gạt nước khô ráo và sạch sẽ nữa. Đây nè mấy cái góc. Đấy các bác nhìn gạt nước này, thích không? Mọi người đâu có cái cây chà nào có thể. Đấy những cái phần ngóc này. Đấy những cái phần ngách này. Những cái phần ngách nó luồn vào nó cọ rất là sạch luôn. Chà tường chà góc kẹt rất là thích, mặc dù gọi lần đầu tiên mà tôi chà cái nhà tắm hết có 3 phút đồng hồ á. Đấy thấy không? Cọ rất sạch luôn, cọ trên tường này, cọ dưới sàn này, cọ khe kẽ phần ngóc ngách này, những cái phần góc tường này. Vì nó thiết kế theo cái dạng là vắt chéo nên là các bác cọ nó rất là dễ dựng cọ nhá. Đấy khi mà cọ xong thì các bác có thể dùng các bác gạt đi cho nó khô đi, rất là sạch sẽ ngon ngon lành luôn nhá. Đó. Giá rất hạt rẻ bình dân 50.000 thôi. Mua về các bác cọ rửa nhà tắm này, cọ nhà vệ sinh này, cọ sàn nhà mình này. Đấy chuẩn bị dịp Tết nhất này rất ok luôn. Đó, có thể là xoay các hướng các kiểu luôn nhá. 50k thôi, về lắp đặt và là xài. Đây cái phần này nó thiết kế dạng vắt chéo này, những cái phần ngóc, những cái phần góc tường các bác cọ, các bác bẻ nó chéo đi một chút này. Đấy để các bác dùng các bác cọ vào nó rất là ok. Đấy, có phần gạt nước nhá, ok luôn. 50k một cây nhá, 50k một cây. Chổi cọ sàn nhà kèm gạt nước. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi quét trần nhà nhá. Đấy, lên mã như em sẽ là cái cây chổi quét trần nhà để về các bác dùng để dọn dẹp vệ sinh. Đấy, quét trần quét bụi trên trần nhà nhé các bác nhá. Đấy, trên những cái chỗ vị trí cao thì các bác mua cho em cái cây này về. Nó sẽ gồm có là một cái đầu chổi lông nha. Đấy, một cái đồ chổi lông để các bác quét mang nhện mang nhùng các kiểu này. Và một cái cây gậy nha. Đấy, cây gậy rất là hay, nó thiết kế là theo dạng rút nhá. Đấy, các bác cứ dùng đến đâu là các bác rút ra đấy nhá. Rút lên thì khi mà rút lên thì chắc chiều dài nó còn tầm là 2,5 mét nhá. Đấy, 2,5 mét với cộng 10 người các bác còn tầm 1,5 mét nó là rơi khoảng tầm trần nhà 4 mét là rất là vừa đẹp rồi các bác nhá. Rất là vừa đẹp rồi đây. Nó rút ra rất là dài luôn nhá, rút ra rất là dài luôn đây này, coi nhìn này. Đấy khi mà rút ra rất là dài luôn. Đó, đấy, về các bác lắp đặt vào. Đấy, lắp đặt vào. Lắp đặt vào cái phần đầu chổi này. Đấy thì đây là cái phần đầu lắp đặt, các bác về xoáy vào cái phần đây. Xoáy vào cái phần đầu này để các bác lắp vào. Đó, lắp vào. Đây của nó là gen xoáy nhá, các bác chỉ việc xoáy vào thôi. Đấy, sau đó các bác dùng để các bác cọ. Đấy, cọ trần nhà cái thứ này. Đấy và các bác có thể bẻ cong đi. Bẻ cong đi nhá để các bác cọ những phần ngóc ngách, là các bác cho đây các bác cọ những cái phần ngóc ngách rất là ok luôn. Cái lông này thì nó rất là bám cái phần màng nhện thứ, nó bám rất là tốt luôn nhá. Đó. Dùng xong rồi mình có thể giặt rũ phơi khô đi, lần sau tái dụng được nhiều lần nhá. Đấy. Và nếu lúc bên dưới mà các bác muốn dùng thì các bác cũng có thể thu ngắn vào để các bác phẩy những cái bàn ghế thứ bên dưới thì nhà mình cũng ok luôn. 50k một cây nhá. Lên mã thì em sẽ cái cây chổi quét trần nhà nhá. Chổi quét trần nhà có thể là kéo ra rút vào được nhá. Chổi quét trần nhà này, chổi trần nhà. Chổi trần nhà đang có giá là 50k nhá, 50k một cây. 50k một cây chổi trần nhà nhá. Có thể điều chỉnh tung rồi mới biết sự tiện lợi của cây chổi phối bụi có thể kéo dài này. Nó có thể kéo dài đến độ cao 2,8 m, hơn nữa còn có thể uốn cong theo ý muốn. Mua ở những nơi quá cao như nhà chúng tôi, dùng cây chổi phối bụi này quét một lần là sạch sẽ. Nó hấp thụ tính điện không bay bụi trở lại, không sợ bụi bay xuống phía dưới. Dùng nó để dọn dẹp những góc nhỏ trên cao mà bình thường không thể với tới rất tốt. Dùng xong có thể gấp gọn lại, đặt mua ở giỏ hàng góc trái màn hình. Đấy, thực tế về sản phẩm cái cây chổi trần nhà nhá, dùng rất ok luôn. Cái này là em đang bán rất là nhiều luôn, các bác về dùng để dọn dẹp trần nhà, những cái chỗ trên cao. Đấy, các bác quét bụi màng nhện các thứ rất sạch sẽ luôn. Đấy, dọn dẹp nhà cửa dịp cuối năm nó ok luôn nhá. 50k một cây nhá, 50k một cái cây chổi quét trần nhà này, 50k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khay chữ nhật. Đấy, trước thì em vẫn đang bán khay to. Đấy thì giá khay to đang bán là 40.000 và đợt này thì nó có về thêm cho bác là cái khay nhỏ nữa. Đây cái khay nhỏ đây. Khay nhỏ thì giá sẽ là 20.000 nhá, 20.000. Thì hai cái mã khay này nó đều có nắp đi kèm luôn nhá. Thì đây, cái khay to của nó đây, khay to là 40. Khay nhỏ thì là 20 nhá. Đấy để về các bác đựng những cái đồ ăn các thứ nhà mình. Đấy. Bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh này, rồi là ví dụ các bác mang đi làm này, đấy đi công sở này, mình mang những cái hộp nhỏ nhỏ hành sinh thì cũng ok, hoặc ví dụ ở nhà thì các bác bảo quản những cái đồ ăn hoặc là mình đựng đồ ăn với cũng ok nhá. Su 304 rất ok luôn. Cái này là cái khay to. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay này là khay to. Khay to này sẽ có giá là 40.000 và khay nhỏ thì sẽ có giá là 20.000. Và đều có kèm nắp cơ nhá, đều có kèm cái nắp đậy bằng nhựa nha, bằng nhựa trong suốt luôn.
Đây sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Cái con khay to này sẽ có chiều dài là 25 này, chiều rộng của nó vào là đi 20, 25 x 20 nhá, đấy là cái khay to. Còn cái khay nhỏ thì đây. Khay nhỏ này của nó thì là vào 13 nhá, 13 rưỡi này, 13 rưỡi nhân với lại đi 10 nhá, 13 rưỡi nhân với 10, 13,5 x 10 nhá, đấy là cái khay nhỏ, còn là cái khay to đây. Khay nhỏ này sẽ có giá là 20.000 một khay nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay chữ nhật cỡ nhỏ nhá thì là 20.000. Còn cái khay chữ nhật cỡ lớn cơ nhá, cái khay chữ nhật cỡ lớn cỡ to thì là 40.000 nhá, 40.000. Nói chung là nó chênh nhau 20.000 một cái, chênh nhau 20.000 một cái. Khay rất là đẹp luôn, dày cực kỳ, dày dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cầm nó dày cột luôn. Đấy. Thì hai cái mã này nó đều có kèm nắp hết nhá, đều có kèm nắp để ví dụ như các bác có bảo quản đồ ăn. Đấy, mình đậy vào nó đỡ bị những cái con côn trùng vi trùng thứ nó vào này. Đấy, rồi là mình mang đồ đi, ví dụ mang đi đồ đi làm hoặc là bảo quản để trong tủ lạnh thứ ra nó cũng bị bay mùi bay hơi nhá. Đó. Đây cái khay nhỏ này cũng rất là vừa vừa anh Trinh. Đấy các bác đựng những cái đồ nhỏ nhỏ lắp vào đây này. Còn cái khay to ví dụ nhiều đồ ăn thì các bác cho vào khay to này. Đấy ví dụ hoặc các bác mang đi làm, đi công sở, đi chơi, đấy, đi du lịch các thứ ra. Đấy thì các bác đựng vào cái khay này cho em, rất là hợp lý luôn. Khay nhỏ thì là 20.000 nhá, còn là khay to thì là 40.000. Đấy thì khay to hai khay này thì đều có kèm nắp nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay chữ nhật nhá, cái khay chữ nhật cho nó dễ. Đấy khay chữ nhật. Đó. Tiếp theo là một cái món đồ về vệ sinh nhà bếp này, một cái combo luôn, một cái combo gồm có là máy này, máy trà cọ rửa vệ sinh nhà bếp này và một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá, rất ok luôn. Đấy thì em sẽ giới thiệu từng món một. Đầu tiên thì lên luôn đi bác mã hàng, đó là cái con máy chà bếp nhá. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là máy chà bếp này. Máy chà bếp này thì bữa trước đang bán bác là giá là 150.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 100k nhá, 100k một con máy chà bếp này, 100.000 một máy nhá. Con này cực kỳ là hay. Đấy về các bác dùng để chà đồ, chà bếp giáp các thứ nhà mình. Tết nhất nơi rồi. Đấy các bác chà cọ rửa rất tiện dụng nhá. Đấy chà đồ vật, chà nhà bếp. Một con máy sẽ gồm có là một thân máy này, đấy, một thân máy đi kèm là một cái đầu mút đánh bóng này, một cái đầu bàn chải cọ này, một cái cọng dây cáp sạc, đầu bông có thứ phụ kiện đi kèm. Đó. Thì cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn rồi nhá. Đấy có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc bật lên là các bác dùng thôi. Còn nếu mà các bác khi mà dùng hết pin thì các bác tháo cho em phần nắp đít ra này. Đấy tháo đi em phần nắp đít ra. Các bác cắm sạc vào đây thì nó đi kèm sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái nguồn 5V ấy, đấy cái nguồn điện 5V mà nó có cái cổng chân USB này là các bác cắm chung với lại cái được cái sạc này là các bác xài thôi, là các bác sạc, sạc đầy thì các bác lôi ra. Đấy lôi ra các bác sử dụng là các bác dùng có thế thôi, rất ok nhá. Đó, đây em bật cho bác coi. Đấy. Cái con này cái mô men xoắn của nó rất là khỏe nhá. Mặc dù em ấn này, đấy em ấn nhưng mà máy nó chạy rất là khỏe luôn. Cái vòng mô men xoắn nó rất là khỏe nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Ngoài ra thì nếu mà các bác muốn đánh bóng thì các bác lấy cho em cái đầu bông nhá. Đấy để các bác lắp vào cái đánh bóng. Tháo ra lắp vào nó dễ mà các bác chỉ việc rút này. Đấy sau đó các bác nếu mà các bác lắp đầu mới vào các bác ấn cho em cái này. Ấn cho em cái thế là xong. Đấy, còn đây là cái đầu ấy này. Cái đầu này cái đầu trà, đầu đánh bóng này. Đấy đầu trà đánh bóng. Đấy, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó, còn cái đầu này thì là cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Đấy, máy chạy rất là khỏe nhá, máy chạy rất là khỏe. Đó. Một bộ là full combo là cả đầu, cả đít, các thứ, cả dây cáp sạc là full bộ nhà này là 100.000 thôi. Đấy, hôm nay em xả kho bán anh bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy chà bếp nhá. Đấy, con máy chà bếp để về các bác vệ sinh nhà bếp, cọ rửa ok luôn. Là 100k một cái bộ này nhá, 100k một cái bộ này. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái này là cái chai xịt tẩy rửa nhà bếp nhá, xịt tẩy rửa nhà bếp. Chai này thì hiện tại bên em đang có giá sẽ là 40.000 một chai. Đấy, bữa trước đang bán là 60.000 đấy, đợt này cũng đang giảm giá xả kho thì có 40k thôi. Lên mã em sẽ là cái chai xịt tẩy rửa bếp nhá. Đấy xịt bếp tẩy rửa bếp này. Giá đang của bác là 40k nhá. Con này nó là dạng bọt, về bác cứ xịt trực tiếp vào những cái chỗ nào nó cáu bẩn, vết bẩn ấy. Sau đó các bác ngâm cho em, đến lúc nào nó tan bọt thì các bác dùng cái máy này các bác đánh cùng, hoặc các bác có thể dùng những cái bàn cọ, bàn cạo rồi các bác đánh. Đấy, cọ xong con đồ các bác đánh nhá. Một chai 500ml hương chanh cam nhá, cực kỳ thơm luôn. Đấy, hương chanh cam rất thơm. Đây em sẽ xịt cho bác coi. Nó là dạng bọt nhá, nó là dạng bọt này. Đây này. Em xịt cho bác coi. Xịt thì các bác nhớ cho em lắc đều này. Đấy nó là dạng bọt này. Đấy khi mà xịt thì nó sẽ ra bọt này. Đấy thì các bác cứ để nó tan bọt thì nó sẽ làm sạch bẩn và bắt đầu là các bác dùng cái bàn cọ, bàn cạo thứ là các bác cọ cạo đi, xịt đi. Sau đó các bác dùng một cái khăn khô các bác lau sạch hết những cái bọt, cái dung dịch còn lại là ok. Con này nó dựa những cái công thức là
nó sẽ phá tan những phần cấu trúc của cái dầu mỡ nhá. Đấy, để khi mà các bác vệ sinh, đặc biệt là các bác vệ sinh nhà bếp, nó rất là dễ dàng vệ sinh, rất hay luôn. 40 ngàn một chai nhá, lên em sẽ là chai xịt bếp đang gửi bác là 40k. Còn cái con máy chai bếp này thì em đang xả kho là có 100 ngàn thôi. Đấy, một con máy chai bếp rất là hay. Đấy, về các bác cọ rửa vệ sinh nhà bếp nhá, rất hay luôn. Đây các bác cùng quay cái sản phẩm máy chai bếp này. Chỉ cần dùng máy cọ rửa điện đa năng di chuyển nhẹ nhàng là đã có thể đánh bay mọi vết bẩn ở bếp. Sản phẩm có đến 3 đầu cọ thay thế được dùng để làm sạch khu vực bếp với những vết bám trên đầu. Vệ sinh xong nồi hay bồn rửa một cách nhanh chóng. Sản phẩm giúp việc nhà trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Đó, thực tế về cái sản phẩm máy chai bếp nhá, dùng rất là hay luôn. Đó, máy chai bếp. Chai đây là cái sản phẩm về chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Đấy, các bác dùng để xịt vệ sinh nhà bếp, xong nồi chảo chậu các thứ này ok luôn, rất là hay. Đó. 40k nhá, 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Đấy, còn cái máy chai bếp thì là 100 ngàn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa. Đấy, nhà các bác Tết nhất này, đấy, ngày Tết ngày nhất là hay nấu ăn nấu nước nhiều này. Đấy, các bác mua cho em cái bình này về, đôi khi là các bác dầu mình rán một lần đấy bỏ đi thì hơi tiếc, thì các bác mua cho em cái bình này về nhá. Đấy, để các bác lọc những cái dầu thừa, đấy, dầu mà mình vẫn có thể dùng được ấy, các bác lọc, mua cái bình này về các bác lọc này, inox 304. Cái bình này thì dung tích của nó khoảng tầm 1,3 lít nhá, nó khá là nhiều. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái bình như này này, một cái bình nha. Đây để em lấy cho bác coi. Đấy, một cái bình nha. Đấy. Một cái bình dung tích 1,3 lít này, khá là to luôn. Đi kèm là một cái lưới lọc nhá, một cái lưới lọc và một cái phễu lọc như này này. Đấy, dạng lưới. Thì về các bác có những cái dầu thừa các bác đổ trực tiếp đây thì nó sẽ qua cái màng lọc này, nó sẽ lọc hết những cái cặn. Đấy, cái cặn này các bác sẽ bỏ ra, còn lại nó sẽ để giữ nguyên được những cái dầu trong suốt, thì lần sau ví dụ các bác có thể lấy cái dầu đấy mình dùng thêm một lần, một vài lần nữa. Đấy, vừa tiết kiệm mà nói chung là đỡ lãng phí nhá. Đấy, đỡ lãng phí. Và đi kèm nó có cả một cái nắp vung đậy này. Đây cái phần quai này về các bác lắp vào. Đấy thì có cả một cái nắp vung đậy, đậy rất là kín luôn. Đấy, để đỡ bị ruồi bọ thứ nó bâu vào này. Đó, ok luôn. Đấy, dùng xong rồi các bác đậy vào ok. Đấy, và có cả cái lưới lọc nha. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình lọc dầu thừa nhá. Đấy, bình lọc dầu thừa để các bác sử dụng nhà bếp, lọc dầu thừa, dầu thải các thứ ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là đi 40k thôi. À, xin lỗi bác là 50k. Đấy, bình lọc dầu nhá, bình lọc dầu thừa. Bình lọc dầu thừa này. Đang gửi bác là 50k nhá. 50k cho một cái bình lọc dầu thừa inox 304. Bình này dung tích là 1,3 lít nhá. 1,3 lít, khá là to luôn đấy. Đó thì cái bình này sẽ có giá là 50 ngàn nhá. Thì nó sẽ gồm có là một cái lưới lọc này. Đi về các bác mỗi lần mà có dầu thừa mình dán một lần xong vẫn có thể dùng được, thì các bác cho vào cái này các bác lọc. Đấy, qua cái dây lọc này, các bác lọc này. Lọc xong rồi các bác lại có một cái lượt dầu mới để các bác có thể lần sau tái dụng được coi nhá. Đó, 50k một cái bình lọc dầu thừa nhá, 50k một cái này. Tính cho mọi người dùng cả nhà luôn này. Đấy thì hiện tại bên em đang có khăn mặt và khăn tắm nhá. Và đây có cả khăn lau bát luôn này. Khăn để các bác lau nhà bếp này. Thì đây, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm lên mã em cái khăn tắm nhá. Khăn tắm này thì kích thước cực kỳ to luôn. 1m4 nhá, 1m4 nhân với lại 70. Đấy, bên em báo giá luôn. Bên em đang bán chỉ có giá là 40.000 một cái thôi. Đấy, mình mua về mỗi người dùng một cái. Đấy, đôi khi mình tắm xong có cái là mình lau người lau ngậm cho nó khô ráo luôn nhé. Đấy, đặc biệt là các bác tắm xong cái lỗ chân lông nó hay hở rất là to. Đấy, mình có cái khăn mình khoác vào mình lau cho nó khô người đi. Đấy, tránh tình trạng hay tắm xong rất hay bị cảm đột quỵ thứ giờ hay xảy ra, thì các bác mua cho em cái khăn này về. Đấy, mình tắm xong, tắm rửa xong là mình có cái mình quàng luôn. Khăn có nhìn cái bông nó này. Đấy, rất là bông. Nó dạng kiểu lông thỏ nhân tạo nhá. Cực kỳ là mịn luôn, siêu thông hút nước nhá. Và giá nó bình dân thôi. Dòng khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Giá đang gửi bác là 40k một cái nhá. Kích thước rất là to luôn, 1m4 x 70. Cái này là một người lớn dùng thoải mái. Đấy, trẻ em dùng hai đứa luôn. Đó, rất to, khăn tắm Hàn Quốc nhá, 40k một cái này. Tiếp theo thì là cái mã khăn mặt này. Khăn mặt thì bên em sẽ bán theo set nhá, bán theo set vì giá rất là rẻ, bán theo set cả một set 10 cái luôn. Sẽ có giá là 50k nhá, 50k. Lên mã giúp em sẽ là cái set khăn mặt. Đấy, set khăn mặt này. Set khăn mặt thì một set này sẽ là 10 chiếc này, 10 chiếc. Bữa trước bên em đang bán là 80.000 một set này, nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Giá rất bình dân luôn, 50k một chiếc nhá. Khăn mặt cực kỳ to, cũng rất là bông, thấm hút nước. Đấy, cũng của cùng hãng với khăn tắm này, rất to luôn. Khăn này kích thước của nó phải rơi khoảng tầm là đi 30 nhân với lại 40 nhá, rất to luôn nhá. Khăn to đấy, khăn dạng to chứ không phải khăn dạng nhỏ đâu. Bình thường là các bác hay mua ở quán xá giờ. Đấy, nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 10 15.000 một cái rồi, mà cái khăn của nó rất là cứng, các bác rửa mặt rất hay nó bị rát mặt. Đây, khăn này rất là bông luôn, dùng cực kỳ thích luôn à. Đấy, bông nó sờ rất thích luôn. Đó, khăn dày rất là chắn nhá. Đấy, tính ra là vào có một set 10 cái là tính ra vào có 5.000 một cái thôi. Nó quá là rẻ luôn các bác. Đấy, quá rẻ luôn, mình về mình
mua về sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, khoảng tầm vài ba tháng mình thay khăn mặt cho em một lần. Đấy, mình khăn mặt thì nói chung là các bác cứ nên thay liên tục đi, vì nó cũng các bác rửa giấy xong là vi khuẩn cái thứ là nó tích tụ lâu ngày nó không tốt đâu, thì mình cứ mua về cả bịch này mình thay liên tục này. Đấy, một bịch này coi như là mình dùng cả năm luôn. Đấy, thì cứ vài ba tháng mình thay một cái, vài ba tháng mình thay một cái nhá. Một set khăn mặt 10 chiếc đang thanh lý giảm giá xả kho chỉ còn có 50.000 thôi. Khăn tắm thì cũng đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi nhá. Đấy, tiếp theo thì là cái mã khăn lau bếp này. Đấy, khăn lau nhà bếp rồi là các bác lau bát, lau đồ vặt, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy, chuẩn bị Tết nhất các bác lau dọn nhà cửa này. Đấy, thì các bác mua cho em cái set này về. Một set này thì sẽ có là 10 cái khăn nhỏ này. Đấy, 10 cái khăn nhỏ này cũng cực kỳ là bông nhá, thấm hút nước về các bác lau đồ. Đấy, và cái khăn này thì mình có thể là sau khi mà mình lau bẩn xong thì mình có thể giặt rũ phơi khô và mình vẫn có thể là tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy. Một set khăn lau bát như này thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ là cái khăn lau bát đi cho nó dễ, nó đỡ mình nhầm. Đó, một set khăn lau bát này sẽ có giá là 15.000 thôi các nhá. 15.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ luôn. Đấy, 15k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set khăn lau bát 10 cái nhá. Set khăn lau bát này. Set khăn lau bát 10 cái luôn nhá. 10 cái luôn. Đấy, 10 cái. Giá chỉ có 15.000 thôi. 15k thôi. Giá rất hạt rẻ để xả kho bán nhanh bác luôn. Đó là 10 chiếc là 15k cho một cái set khăn lau bát này. Đấy, khăn cũng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất chất lượng. Về các bác lau bát, lau đĩa này, lau đồ vật này, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy, dọn dẹp nhà cửa, lau ban bàn thờ cũng ok luôn cô nhá. Đó, một set này là 10 chiếc là 15k. Khăn tắm thì là 40.000. Còn cái set khăn mặt bên này thì đang bán là 50.000 thôi. Giá rẻ nhất thị trường luôn, để các bác dễ mua về các bác sắm Tết sắm nhất cô nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái thảm lau chân. Đấy, về để các bác dùng Tết nhất này, nhà mình nhiều khách khứa ra vào này, rồi là các bác thay những cái thảm cũ đi. Đấy, năm mới năm me thay những cái thảm mới này vào cho nó đẹp này. Tết nhất người ra người vào cho đẹp nhá. Đấy thì về đây này về cực kỳ nhiều mẫu bác khác nhau nhá, để phục vụ bác luôn. Cái mẫu này thì đa số hiện tại bên em đang có là hình chữ nhật nhá. Của nó là hình chữ nhật thì nó rất là vừa với đa số các loại cửa. Nhà cửa ở Việt Nam hiện tại bây giờ đấy, thì nó sẽ có là một cái mặt nỉ bên trên này siêu thấm hút nước luôn nhá. Đấy, hàng này không thấm hút nước, không lấy tiền. Đấy, và mặt sau thì sẽ là một cái lớp cao su non chống trơn trượt nhá, các bác có thể để trên mặt kính, mặt đá hoa mà không lo nó bị trơn trượt. Đây, phần mặt trước rất đẹp luôn, nỉ và cái phần họa tiết nó in 3D này, nó thêu 3D cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất chi tiết nhá. Giá thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân này thì bên em đang cũng đang giảm giá xả kho, bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em về đây bác mức giá rẻ giật mình luôn. 40.000 cho một chiếc nhá, 40.000 một chiếc thảm lau chân nha. 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 60. Đấy, 40 chiều rộng và 60 chiều dài nhá, rất là to luôn. Đấy, các bác để trước cửa ra vào thì mình nhìn rất là sang trọng, lịch sự, sạch sẽ, ok. Đấy, lau chân ở trước các thứ là sạch sẽ ok luôn. Và em nói luôn là hàng bên em là hàng loại 1 nhá, hàng loại dày này. Bình thường là các bác cũng ra thị trường ấy là nó những cái hàng mà nó khâu viền cái thứ à, những cái hàng nó rất nhanh bong chỉ luôn. Hàng bên em nó sẽ là hàng ép nhiệt này, các bác cứ dùng thoải mái, em bảo hành cho bác luôn. Riêng hàng này bảo hành cho bác luôn, vì nhà em cũng đã dùng con này khoảng tầm 2-3 năm nay rồi, bảo hành cho bác luôn, cực kỳ là chất lượng mà nó không có cái viền này. Các bác nói chung là những cái này các bác cứ hạn chế được những cái viền này, rồi những cái chi tiết thừa ấy là nó khi mà các bác dùng ấy nó rất là sạch. Đấy, nó đỡ bị bám bẩn. Nói chung là nó càng tối giản càng tốt, vì những cái đồ này là đồ mình để dưới đất mà. Đấy, nên là mình cứ càng tối giản chi tiết nó càng sạch sẽ các bạn. Đó. Thì hàng cam kết bác là hàng loại 1 nhá. Các bác cứ đặt thử cho em những cái shop khác đi. Đấy, những cái shop khác hàng nó rất là mỏng hoặc là nó khâu viền. Những hàng khâu viền ấy thì nó rất hay bị bong. Đó, thì đây, hàng của em sẽ là hàng ép nhiệt nhá. Hàng ép nhiệt, hàng loại 1 luôn. Đó. Cầm một cái thảm ấy nó nặng trịch luôn nhá, cầm một cái thảm nó nặng trịch luôn, rất chất lượng luôn nhá. Thảm lau chân nhá, thảm lau chân đang gửi bác là sẽ là 40k một chiếc thôi, 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 40 x 60, đang giảm giá xả kho. Đây các bác cho em, các bác nhìn này, rất nhiều mẫu mã đẹp nhá các bác nhá, cực kỳ nhiều mẫu mã đẹp. Thì em nhắc luôn là hàng này thì bên em không chọn mẫu nhá, bên em sẽ nhặt cho bác ngẫu nhiên thôi, vì nó nhiều mẫu lắm ạ, nhiều mẫu lắm. Nói chung là toàn những cái mẫu mà nó trang nhã, phù hợp với lại tất cả những người Việt Nam bây giờ. Đó, thảm lau chân nhá, kích thước 40 x 60, giá đang gửi bác là đi 40.000 một tấm nhá, 40.000 một tấm. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái lô đèn quay này, cái lô đèn quay 7 màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn quay. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Đèn quay này, đèn quay. Cái đèn quay này thì bữa trước đang bán cho bác là 70.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, giá chỉ còn có 40k một chiếc đèn quay thôi, 40.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là đèn quay 40.000 một chiếc. Đây, nó cắm trực tiếp cái nguồn là nguồn 220.
Đấy, và đi kèm này nó có đuôi sẵn bên trong này rồi. Để về các bác chỉ việc cắm là các bác xài thôi. Nó sẽ gồm có là một bóng này và một cái đuôi cắm nha. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá, xoáy vào cái đuôi này, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Cái đuôi này rất hay là nó có tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhá. Đấy, vừa tiết kiệm điện này, vừa an toàn hiệu quả này. Đấy, về các bác cắm vào nó sẽ cứ quay tròn và nó ra rất nhiều màu sắc khác nhau, trang trí nhà cửa ngày Tết nhất cực kỳ là rực rỡ sắc màu luôn. Đây ơi, đấy, khi mà cắm vào nó sẽ cứ quay tròn này, có nhìn này. Đấy, quay tròn mà nó chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn này. Đó, chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất ok. Đấy, nó cứ quay tròn này nhá, cứ quay tròn này và chiếu ra rất nhiều màu sắc đẹp khác nhau. Đấy, nó chiếu lên đây, chiếu lên này. Đấy, cái thảm lau chân em đang dùng này. Đấy. Đây, đấy, chiếu ra rất nhiều màu sắc khác nhau và nó có cả công tắc đây nhá. Lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhỉ. Đấy, dùng thì bật lên. Quá ok luôn. Rất đẹp nhá. 40.000 một cái nhá, 40k nhá, 40k một cái đèn quay coi nhá, đèn quay nhiều màu nhá, là 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô thắt lưng cá sấu vàng này, lên mã em sẽ cái lô thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, để về các bác Tết nhất mình cho các bác nam giới này. Đấy, các bác mua về vừa làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này, rất đẹp luôn nhá. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp cực kỳ đẹp này, nói chung là đẹp từ hộp vào đến bên trong luôn. Ở bên trong này sẽ là một chiếc thắt lưng tang mác đầy đủ bác coi luôn nhá. Đấy, tang mác đầy đủ luôn, mặt cực kỳ đẹp nhá. Đấy, mặt cực kỳ đẹp, mặt hình cá sấu này. Phần da đây em bóc cho bác coi một cái. Nói chung là con này em bán khá nhiều rồi, giá nó bình dân nó chỉ có 130.000 một cái thôi nhá. 130.000 nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái sản phẩm là cái thắt lưng cá sấu vũ vàng, bao gồm là cả hộp gửi đến tay bác luôn. Đấy chị ơi, thắt lưng đây da cực kỳ đẹp nhá, da rất là mịn sờ sướng tay. Đó, da mềm mịn nhá. Hàng của nó sẽ là hàng lẫy cài này, có nhìn những cái lẫy cài này. Đấy, hàng lẫy cài. Phần mặt rất chắc chắn nhá, phần mặt rất chắc chắn và đẹp, dày rất chắc chắn lắm. Đó, lẫy cài. Đó, về các bác đeo vào lẫy cài rất là dễ sử dụng rồi. Đó, hình mặt da cá sấu nhá. Quá đẹp luôn. Tang mác đầy đủ cho bác coi luôn nhá. Đấy, hàng mới keng, hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đó, một chiếc thắt lưng đẹp nha. Giá thì bình dân, vô cùng bình dân luôn. 130.000 một chiếc nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. 130k một chiếc này, bao gồm là cả cái hộp để về các bác đựng. Đấy, cũng như là mình có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đây, cả một cái hộp đẹp này luôn. Là cái hộp nó màu vàng bên ngoài mà nó bọc da màu đen, bên trong nó màu vàng, rất là đẹp luôn. Đấy, cực quý tín đây. Hộp bên trong màu vàng này, bên ngoài này, đấy, màu đen. Đấy, có logo Lacoste đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đây, về các bác làm quà con này cũng quá chất lượng luôn này. Đấy, rồi các bác mua về biếu tặng, mua về sử dụng cho em ok luôn nhá. 130k có nhá, 130.000 một cái bộ thắt lưng cá sấu vàng nha. 130.000 bộ thôi, giá rất hà rẻ. Đấy, các bác nam giới mua về mình chuẩn bị chơi Tết nhất, đi Tết đi nhất đeo và nhìn cho nó chất chơi người rơi nhá. Đấy, rồi là mua về làm quà biếu tặng cũng quá đẹp luôn. Đó, đây, quá đẹp luôn này. 130k nhá, lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu vàng, là cả thắt lưng cả hộp luôn, là 130.000 luôn nhá. Đấy, quá hạt rẻ luôn. 130k xong luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này. Đây là màu đen này. Đấy, con đây là màu nâu đây. Đó, thì lấy màu nào báo cho em. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây, ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này. Ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy, thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá. Mà hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy, thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy, thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo cho bác coi này. Đây các bác nhá. Đấy, khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng. Và các bác đeo vào xem. Quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nong một cái này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp. Chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen, màu nâu. Lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp.
Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo luôn. Đấy, 3 ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. À, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa, và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các bác móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây em
Đấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nha, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Tại vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một quặng này 20 mét giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, quặng dây dù 20 mét quá nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một quặng nha. Đấy, 20.000 một quặng, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây các bác nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn các thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đấy, các bạn nhìn này,
tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok, 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn em nhá, không có nhiều đâu các anh nhá.